ơn nàng, hoàng hậu tốt của ta. À, Rosa, nàng hãy gọi công chúa Liz đến gặp ta. Con có thích không, con gái bé bỏng của ta? Dạ thích lắm ạ, con thương cha. Đức vua và công chúa nghỉ chân uống nước đi. Con cảm ơn gì? Con nhóc khờ kia, hôm nay chính cha mi sẽ bỏ mi lại trong rừng rồi về hoàng cung với ta. Ly nước của mi uống sẽ toàn là sâu với kiến trong đó. Ô kìa công chúa, có một bông hoa trên môi của con. Con gái ta xinh xắn làm sao. Sao lạ vậy? Ta đã làm phép thả kiến và sâu vào, sao có cái bông hoa quái lạ kia được? Tên Peter này đúng là phản trắc. Công chúa xinh thật. Nào công chúa, hai mẹ con ta ra kia hái nấm đi con. Đức vua chờ em một chút nha. Liz, từ nay ngươi không còn là công chúa nữa. Ngươi thấy căn nhà lá kia không? Ngươi ở đây không được ra ngoài, sẽ có cú mèo mang thức ăn và nước uống đến cho ngươi. Dì ơi, con sợ lắm, xin hãy cho con về nhà. Con không làm công chúa cũng được, con chỉ muốn ở cạnh cha và các anh thôi. Dì ơi. Còn lâu, bằng phép thuật sai khiến của ta, cha của ngươi cũng không biết ta dụ hai cha con ngươi vào rừng rồi bỏ ngươi lại đi. Ta thành công rồi. Công chúa của trẫm đâu rồi? Sao nàng về một mình vậy? À, thiếp và Liz đang hái nấm thì lạc vô nhà của bà tiên Cecil. Nhà bà rất đẹp, bà ấy trông thấy Liz thì thích quá. Bà xin em cho Liz ở lại chơi với bà ấy, vì đêm nay có vũ hội của muôn thú trong rừng. Sáng mai bà ấy sẽ dẫn công chúa về hoàng cung cho chúng ta. À, ta nhớ rồi. Cecil, bạn thân của Alice hoàng hậu. Có phải tiếng cười ta nghe được vừa rồi là của nàng ấy không? Giao công chúa cho nàng ấy thì ta yên tâm. Chúng ta về thôi. Cha ơi, các anh ơi, con sợ quá, hãy cứu con với. Rosa, nàng vừa nhẫn tâm bỏ công chúa Liz trong rừng, xin nàng hãy dừng tay lại, hãy mang công chúa về đi. Còn lâu nha, ngươi cũng liệu hồn đó. Ta cho ngươi theo ta vào cung, không phải để ngươi cản ngăn ta, biết chưa? Ngươi làm gì vậy? Dám giỡn mặt ta hả? Ta còn chưa hỏi tội ngươi, tại sao ta biến con này lại thành con nọ vậy? Lạ thiệt, con sâu lại thành bông hoa. Tức giận quá đi thôi. Nàng tưởng nàng muốn gì cũng được sao? Bà phù thủy bất tài ơi, nàng nên nhớ tà thuật có thể bị rung rinh bởi sự đẹp đẽ của tâm hồn đó. Ta cho nàng một gáo nước lạnh để nàng tỉnh ra. Nàng đúng là một người xinh đẹp, nhưng thật xấu xa. Dạ chào dì, chúng con đã có mặt. Chỉ có thiếu em công chúa Liz. Con nghe nói em ấy đi chơi với bà tiên Cecil ở trong rừng, phải không dì? Dì có biết tại sao vua cha gọi chúng con đến đây gấp như vậy không? Ngươi hỏi nhiều vậy, sao ta trả lời hết được? Hôm nay ta không thèm giả bộ yêu thương các ngươi làm gì nữa. Các ngươi nghe cho rõ đây. Phải, ta đã đem bỏ công chúa Liz, em gái độc nhất yêu quý của các ngươi trong rừng. Nó sẽ được hươu nai hổ báo chăm sóc. Thích nhé. Hả? Ta chưa nói hết. Thứ hai, không phải vua cha gọi các ngươi đến đâu. Ta gọi đó. Hôm nay các ngươi sẽ được chấm dứt thân phận làm hoàng tử. Ta sẽ quá kiếp các ngươi làm quái vật xấu xí. Trời, sao chúng trở nên đẹp đẽ như vậy? Ta muốn chúng thành quái vật đầu người mình thú mà. Ôi thôi, chết ta. Quy to, quy to. Đức vua ơi, các con bay mất rồi. Vì thương nhớ các con mà đức vua suy nhược đi rồi. Người hãy uống ly thuốc bổ này để hồi phục sức khỏe. Khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Các hoàng tử sao lại bỏ đi? Nhưng đức vua cứ yên tâm, thiếp đã cho khinh khí cầu bay đi dò tìm khắp nơi, ra tận ngoài biển. Nếu thấy các hoàng tử thì sẽ báo cho người biết ngay. Vậy còn Liz, con bé ra sao? Tại sao tới hôm nay tiên Cecil vẫn chưa đưa con bé về? Thưa đức vua, bà tiên Cecil có báo tin các hoàng tử ghé vào rừng, nói với công chúa Liz không được trở về hoàng cung nữa.
Nên giờ công chúa Liz nhất định ở lại với Cecil, không chịu về nữa à? Người bé Liz cứng đầu, con cái đông thiệt là mệt. Ta không biết dạy bảo chúng nó làm sao cho đúng đây nữa. Đức vua đừng quá lo lắng ạ. Chắc tại các con học hành căng thẳng quá nên muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi. Đến khi đói thì sẽ về. Chứ đi hoài, ai cho ăn uống, ai hầu hạ? Chúng sung sướng quen rồi. Hoàng hậu nói có lý. Thôi, ta đợi chúng về vậy. Ta sẽ cho chúng ăn đòn. Xin người bình tâm suy xét lại. Cái con của ngài bị hại đó ngài ơi. Người nói bậy. Đến đâu? Bắt nhốt tình hề này lại. Bỏ đói nó cho ta. Chào công chúa. Cả khu rừng xinh đẹp này chào đón nàng. Hãy ở lại với chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ đi tìm thức ăn, quần áo, củi lửa cho nàng sưởi ấm. Nàng đừng sợ. Ta là cáo nâu, tổng quản bìa rừng này. Ở đây chỉ có cáo, thỏ, lũ hươu nai về núi thôi. Đi sâu hơn nữa, nàng sẽ gặp gấu xám, sư tử, sói ác. Nàng đừng vào, đó là rừng già bí hiểm. Ở ngoài này với chúng tôi sẽ vui vẻ hơn. Vậy công chúa ở đây nha. Đừng thèm về cái hoàng cung hung ác đó nữa. Ta ở đây với các em ít ngày thôi. Ta phải về gặp cha và các anh ta. Ta nhớ họ lắm. Nhưng mà công chúa à, các anh của nàng gặp chuyện không hay rồi. Cáo nói sao? Họ bị làm sao? Các anh ta gặp chuyện gì? Tại sao các người lại tệ hại như vậy? Không làm được gì đúng ý ta hết. Đồ vô dụng. Sao cứ phải để ta nói đi nói lại? Ta đuổi việc ngươi. Một viên đá nào đẹp quá. Công chúa dễ thương. Viên pha lê đó chính là kết tinh từ nước mắt trong trẻo của em. Em hãy giữ lấy để sưởi ấm tâm hồn mình. Buổi tối dù có muôn thú nhưng khu rừng này lạnh lẽo lắm em à. Chị ơi, giọng của chị dễ thương quá. Chị là ai? Ta là hồ nước trước mặt của em đây. Ban ngày ta sẽ tắm mát, trò chuyện với em. Nhưng ban đêm thì ta cũng phải chịu cô độc trong đêm đen. À không, có những đêm trăng sáng, ta sáng lấp lánh. Lúc đó em hãy ra chơi với ta nha. Công chúa ơi, tôi thấy có một đàn chim đẹp lắm. Chúng to lớn và hiên ngang. Đàn chim chưa từng thấy ở khu rừng này. Chúng đang bay về chỗ chúng ta đó. Liz, em đừng sợ. Anh là Tommy đây. Tất cả các anh đến thăm em nè. Anh nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Đúng là các anh của em rồi. Sao vậy các anh ơi? Mụ Rosa là phù thủy. Mụ đã biến tụi anh thành ra như vậy. Em sẽ tìm cách để các anh trở lại thành người. Em hứa đó. Ông Peter, ông hại tôi rồi. Bây giờ lũ trẻ bay đi mất tiêu. Thuốc ông dạy cho tôi, sao toàn ra những thứ có hại cho tôi? Thuốc hư không phải tại tôi, mà tại bà nôn nóng, ỷ vào phép thuật. Bà hại người lương thiện, vô tội. Nhưng sự trong sáng và tình yêu thương thiêng liêng trong trái tim họ khiến cho họ không thể biến thành quái vật được. Nếu nhà vua biết được chuyện này thì bà khó thoát đó. Đức vua hả? Ông đừng lo. Người đã bị ta cho uống thuốc rồi. Ngài ấy chỉ tin lời ta, không tin ai hết. Dần dần ngài sẽ quên cả con cái luôn rồi. Liz, em gái yêu của các anh, bây giờ đã đến lúc các anh phải rời đi. Thiên Nga sẽ chết nếu ở trong rừng. Các anh phải bay qua biển rộng sông sâu thì mới có thể sống được. Anh rất lo em phải ở đây một mình. Dạ, em tạm xa các anh. Nhưng các anh hãy nhớ, em sẽ tìm cách cứu các anh. Hãy tin em,
hãy tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, các anh nhé. Ôi, các hoàng tử và công chúa xinh đẹp làm sao. Nhưng họ mất mẹ nên thật là bất hạnh. Liz, em hãy đội vương miện của anh. Dù ở trong rừng, em vẫn là công chúa. Em không nhận đâu, đây là vương miện của anh. Hoàng tử Úc phải giữ vương miện chứ. Vương miện của anh đây nè, cũng đẹp dáng. Anh dùng đôi cánh để đan nó đó nghe. Vậy anh cho em cái này đi, em ở trong rừng nên đội cái này đẹp hơn. Wow, đúng rồi, đẹp quá đi. Công chúa ngủ trong rừng. Thật như một tiên nữ vậy. Đẹp quá à, đẹp quá đi. Anh phải ra biển đây. Anh mây ra biển đây. Anh chúa ơi, tạm biệt. Anh ra biển đây. Chào chị. Chị ơi, thấy em hôm nay ra sao? Chào công chúa của khu rừng. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em đó. Những năm qua em đã đánh rơi thật nhiều hạt pha lê xuống đây. Những giọt nước mắt thiên thần mà đau đớn quá. Bác Sally, bác vẫn khỏe chứ? Cháu mừng quá. Bác ơi, cha và dì Rosa có khỏe không? Bác có tin tức gì về các anh của cháu không? Tôi không biết tin gì của các hoàng tử hết. Giờ không biết họ ra sao rồi. Hoàng thượng đang bị bệnh nặng, truyền gọi công chúa về cung liền. Rosa, ta nhớ các con. Nhiều năm qua ta và nàng sống trong cung quạnh quẻ lắm. Hãy đi tìm các con về cho ta. Đức vua ơi, các hoàng tử đã bạc tin. Cho dù thiếp đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng công chúa Liz đã chịu về. Đức vua biết không, thiếp phải năn nỉ nàng út dữ lắm đó. Ở trong rừng có gì vui tới mức con bé quên cả cha của nó. Ta nóng lòng muốn gặp nó. Con bé sắp về tới. Nghe nói nó lớn lên cũng đẹp. Người thấy ta còn là người đẹp nhất hay không? Dĩ nhiên là nàng vẫn đẹp, ngày càng đẹp. Nhưng thật lòng, tôi thấy công chúa có phần đẹp hơn một chút. Vì công chúa có thanh xuân, có sự dịu hiền mà nàng không có. Người phản bội ta, ta ghét ngươi. Nghe đây, ta cần đến phép thuật của các ngươi. Còn bé Liz sắp về và vô đây tắm táp trước khi gặp vua cha. Ta muốn nhà vua ghê tởm nó và đuổi nó đi. Cô ta dám chọc giận hoàng hậu sao? Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày gì mà. Bởi vậy nên ngươi hãy nhảy lên đầu nó lúc nó tắm, làm cho mái tóc ống ả thành mùi nhùi xấu xí hôi hám. Cất bé mà làm không xong thì để tôi ra tay nha. Yên chí, ngươi có việc của ngươi. Ngươi bám trên trán nó, làm nó hoảng sợ, da dẻ hết mịn màng, xù xì và ghẻ lở. Còn tôi, hết chuyện cho tôi làm rồi sao? Ngươi hãy kề cái miệng hôi thối của ngươi vào tai nó, cho nó nghe toàn những lời xấu xa. Nó sẽ nhập tâm và biến thành một đứa con gái điêu ngoa giả dối. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, thưa người đàn bà đẹp nhất tâm giác. Happy birthday, mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Ôi, cháu gái xinh đẹp đã về. Con có nhớ ta không? Ta thấy con ở trong rừng vui quá nên không nỡ gọi về cung. Hôm nay cha con bệnh, nhớ con lắm nên ta kêu người đón con về. Dạ, dì ơi, cho con gặp vua cha ngay đi, con nhớ người lắm. Dĩ nhiên rồi. Con đi đường xa cả ngày nên sạch sẽ trước khi gặp vua cha chứ. Ta đã kêu tỳ nữ chuẩn bị nước thơm. Con đi tắm rồi dùng cơm tối với hoàng thượng nhé. Cha con đang nóng lòng chờ con. Ôi, khóc. Các người chui từ cửa sổ vô đây hả? Ở đây nước nhiều lắm, tắm tát cho sạch nhé. Chuyện gì đây?
Những con cốc của ta đâu rồi? Liz, người hãy đi cùng ta đến nơi này ngay lập tức. Đi đâu vậy dì ơi? Xin dì hãy cho con gặp cha. Peter, hãy giải thích cho ta, tại sao ta đã sai ba con cốc của ngươi đi làm việc mà con bé này vẫn xinh đẹp? Ba con cốc của ta còn bị biến thành ba bông hồng nữa. Bà ơi, ma thuật đã bất lực trước tâm hồn trong trẻo của cô bé này rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng ma thuật hại người được đâu. Có khi còn bị cảm hóa ngược lại nữa. Thậm chí mấy con cốc xấu xí cũng trở thành bông hồng luôn. Nghĩ cũng thích chứ. Công chúa, người thật là đáng khen. Thôi, vậy ta phải làm bằng chính tay mình mới được. Phép thuật ơi là phép thuật, pháp sư ơi là pháp sư. Ta không chịu thua nhan sắc của ngươi. Đây là nhựa trái hồ đào, nó đen thui và đít dịch, sẽ bám vào da mặt của ngươi. Con xin gì? Con đau lắm. Khỏi xin xỏ vô ích. Đi, ai biểu người xinh đẹp làm chi? Đứa bé nào vậy? Con gái của ta đâu? Hoàng thượng ơi, con gái cưng mà ngài muốn gặp đó, nó lêu lỏng ở trong rừng, bị quỷ tha ma bắt sao mà người ngợm ra như vậy. Thiếp đã cho người tắm rửa mà vẫn dơ. Thưa cha, không phải như vậy đâu ạ. Mong hoàng thượng xem xét. Chính hạ thần là người vào rừng đón công chúa về. Công chúa xinh đẹp lắm, vừa nhìn thấy công chúa là thần nhận ra ngay. Chắc khi vào cung, công chúa lại bị ai đó hại nữa rồi. Tên hề bách lẻo kia, mấy năm nay ngươi ăn hại hoàng cung, cô muốn ta đuổi ngươi đi luôn không? Thôi thôi, mọi người hãy nghe cho rõ đi. Đứa bé xấu xí dơ bẩn này không phải là con gái của ta. Hãy đuổi nó ra khỏi hoàng cung ngay. Công chúa, tôi sẽ tìm cách vào rừng với công chúa. Công chúa hãy can đảm nha. Công chúa ơi, em đừng nhìn vào hồ nước nữa, em sẽ khóc đó. Các bạn ơi, tôi xấu xí lắm phải không? Công chúa dễ thương, sự xấu xí bên ngoài chỉ là tạm thời. Tâm hồn cao đẹp của người sẽ làm người đẹp hơn ngàn lần. Nào, hãy dùng nước của tôi sẽ giúp người. Trời ơi, ta xấu như vậy thì vua cha quản sợ là phải. Ta không trách người nữa. Nếu nhắm mắt trong rừng lòng gió, sẽ được nghe thấy tiếng chim hay. Cốc cốc cốc, công chúa à, dậy đi, tôi tìm được thuyền rồi. Nhưng sao các bạn tìm được chiếc thuyền này? Bí mật, bí mật. Chiếc thuyền này chỉ chở người đẹp và người tốt thôi. Tôi nghe nói cách đây khoảng 100 dặm, trên bờ biển có một đàn thiên nga rất đẹp. Công chúa hãy đến đó thử coi sao, biết đâu đó là các hoàng tử. Tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều. Công chúa ơi, tôi chỉ đưa nàng được đến đây thôi. Ngoài kia là sông nhỏ, rồi sông lớn và biển cả. Nếu muốn tìm các anh, nàng phải tự chèo chống và không được nản lòng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hồ nước bao dung và tinh khiết. Tôi đi nhé. Cháu chào bà. Bà ơi, bà có biết đây là đâu không ạ? Cháu nhỏ xinh đẹp quá. Cháu đi đâu một mình chèo thuyền giữa sông rộng vậy? Lần đầu tiên ta thấy một cô gái lẻ loi như cháu đến nơi này đó. Thưa bà, cháu đi tìm các anh của cháu. Các anh là người, nhưng bị phù thủy quá phép thành một đàn thiên nga. Vậy sao? Cháu vào nhà ta sưởi ấm và nghỉ ngơi đã. Ôi, một cô bé can đảm, đường còn xa lắm cháu. Những con thiên nga không sống ở đây, chúng ở bờ biển. Cháu chưa thấy biển bao giờ. Biển như thế nào hả bà?
biển là hàng ngàn hồ nước và sông suối hợp lại. Nó mênh mông, vô tận và luôn có sóng gió. Chiếc thuyền bè nhỏ xíu kia của cháu làm sao mà ra tới biển? Cháu có sợ không? Dạ, sợ chứ ạ. Nhưng cháu phải ra biển, nhất định cháu phải đi thì mới hy vọng gặp các anh. À, ta nhớ rồi. Cách đây mấy hôm, có một đàn thiên nga bay ngang qua đây. Chúng trắng muốt à, đẹp lắm. Nếu vậy ta khuyên cháu hãy ở lại đây với ta. Chúng đã bay qua, chắc chắn sẽ có ngày chúng bay lại. Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn gặp các anh càng sớm càng tốt. Thượng đế, mẹ và các bà tiên sẽ giúp đỡ cháu. Chúc cháu may mắn và biết cách dựa vào chính mình nha. Đức vua, vì sao ngài có chiếc lông thiên nga này? Ta không biết. Đêm qua ta nằm mơ thấy các con. Tỉnh dậy ta nhìn thấy chiếc lông thiên nga ở trên giường. Cha ơi, cha ơi, chúng con ở đây nè. Cha ra cửa sổ đi cha. Angelo phải không? Cha nghe tiếng của con. Các con đang ở đâu? Cha ơi, cha ra chơi trốn tìm với tụi con đi. Tụi con phải bay ngàn dặm mới về đây gặp cha được. Các con chờ cha ngoài giường nha. Cha ra đi, cha ra liền. Đức vua, trời tối vậy ngài đi đâu? Rosa, các hoàng tử đã về. Các con đã về, ta ra giường gặp các con. Sao lại là một đàn thiên nga? Các con của ta đâu? Tommy, con và các em con ở đâu? Dạ, con là Tommy đây. Tụi con 11 đứa, cha không nhận ra sao? Các con ơi, nhiều năm qua ta vô cùng nhớ thương các con. Hãy nói cho ta biết, vì sao các con ra nông nổi này? Kẻ nào đã hại các con? Kẻ đó ở sau lưng cha kìa. Con nói sao? Đó là hoàng hậu Rosa. Đừng bay, các con đừng bay. Hãy ở lại với ta. Nửa năm qua. Trong giấc mơ của ta, các hoàng tử nói là nàng đã hại chúng nó. Nhưng ta không tin. Phải đó, Đức vua ơi. Hoàng ức cho thiếp quá. Ngài đưa thiếp chiếc lông thiên nga đi. Ngài đừng giữ nó nữa. Ta đến biển rồi. Sóng lớn quá. Ta thoát chết rồi. Thì ra biển cả dữ dội như vậy. Nhưng viên đá này, biển đã làm nó từ góc cạnh trở nên trơn tru. Ta cũng vậy, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ta hiểu biển dạy ta điều gì. Nếu kiên trì, ta sẽ tìm thấy các anh của ta. Chào cô gái nhỏ, tỉnh dậy đi. Biển lặng sóng rồi, đẹp lắm. Cô hãy nhìn mặt trời lên kia kìa. Cô có đói bụng không? Ta đãi cô rong biển ngon lắm, tha hồ cho cô ăn. Cô chịu khó đợi nha. Tôi cảm ơn lòng tốt của rùa. Tôi sẽ cùng đi vớt trong biển với rùa. Tôi cũng phải lao động thì mới có thức ăn. Công chúa ơi, lại đây coi nè. Rùa biển ơi, chúng ta chờ mấy ngày rồi, sao không thấy ai về hết? Hải âu tụ tập về nhiều rồi đó công chúa. Khi đủ đàn rồi, chúng sẽ bay đi hết. Lúc đó biển lặng, những con chim lớn như thiên nga sẽ về. Đừng nản lòng nha công chúa. Công chúa có vật gì đẹp quá. Chiếc ống này do ta nhặt vỏ ốc làm đó. Nó giúp ta nhìn thấy xa hơn, rõ hơn khi các anh tới. Công chúa giỏi quá, thông minh ghê luôn á. Ừ, cho tôi xem với được không? Trời ơi, họ về kìa. Công chúa ơi, tôi nhìn thấy rồi. Nè 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 nè, công chúa coi kìa.
Alice đây. Alice. Hơi làn gió bên trời, xin hãy chẳng lôi mây trôi, để người tiên ở lại cả mùa dưa lòng đời. Wow. Hay quá. Em hát hay quá. Đã lớn, xinh đẹp hơn xưa. Nước da nâu chứ không trắng trẻo như trước, nhưng mà xinh đẹp vô cùng. Em ấy đã phải chịu biết bao vất vả mới gặp được chúng ta. Đường từ rừng ra biển xa xôi biết mấy, tụi anh bay còn mỏi cánh nữa là. Em biết không, tụi anh phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Vì vậy tụi anh phải bay sát bờ biển khi gần tối. Nếu lúc đó vẫn còn bay trên cao ở ngoài khơi, tụi anh mất cánh sẽ bị rơi xuống biển. Em biết không, đây không phải là nơi ở của tụi anh. Tụi anh ở bờ biển bên kia lận. Đường qua bên đó rất xa, phải vượt qua đại dương này và không có chỗ hạ cánh. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá duy nhất, giống như tảng đá này nè, mà tụi anh phải chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi thủy triều lên, nước dâng, tụi anh bị ướt ngập đến cổ. Nhưng tụi anh vẫn biết ơn tảng đá ở đó, để tụi anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Tụi anh đã bay trở về quê hương của chúng ta hai lần. Mỗi lần bay là mất mấy tháng. Từ trên cao, tụi anh đã nhìn thấy hoàng cung của chúng ta, thấy cha và thấy ngôi mộ của mẹ nữa. Tụi anh thấy vườn thượng uyển thân yêu, thấy bãi cỏ tuyệt đẹp mà chúng ta từng chơi đùa nữa. Cả những người dân đang cày cấy, nhảy múa. Anh nhớ chúng ta từng rời khỏi hoàng cung cùng bác hề Sạc Ly đi nhảy múa với họ. Nhưng tụi anh luôn quay lại tảng đá này. Mỗi năm tụi anh về đây vài ngày. May mắn quá, tụi anh đã gặp được em. Các em ơi, lại đây có vách đá che cho chúng ta nè. Nhưng miệng của các anh đâu? Rớt mất hết rồi sao? Không hề mất nha. Tụi anh cất ở một nơi an toàn lắm. Nhưng rất xa nơi này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đội dương miệng về với vua cha. Liz ơi, tụi anh chỉ ở đây được 2 ngày thôi. Hay là em đi theo tụi anh nha. Phải đâu, em đi theo anh đi. Em đi theo tụi anh đi. Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta không có tàu bè gì cả. Em ở đây chờ các anh cũng được. Em sẽ nghĩ cách cứu các anh. Bây giờ đã khuya rồi, hay là em đi ngủ đi. Các em, từ lâu chúng ta không còn nhắc đến tội lỗi của dì Rosa với chúng ta nữa. Hãy quên bà phù thủy ấy đi, để tận hưởng sự sum họp này. Em sẽ cứu các anh. Em sẽ cứu các anh thoát khỏi hình dáng thiên nga. Nàng đừng đóng cửa. Các con ta sẽ về và gọi ta. Ta chờ nghe tiếng của chúng. Hôm qua ta lại nằm mơ thấy Alice. Nàng trách ta bỏ rơi các con. Nàng nói đứa bé xấu xí hôm trước chính là công chúa Liz. Các hoàng tử đã rời đi lâu lắm rồi, ngài không nhớ sao? Còn công chúa Liz về thì ngài đuổi đi. Ta không đuổi con gái Liz bé bỏng, là ta không nhận ra con bé. Ta đã lú lẫn rồi chăng? Con gái cưng của ta, giờ con đang ở đâu? Canh ơi, cho em theo với. Chiều tối thì áo đi bé. Anh về với em nè. Mấy anh nói anh hãy ở lại với em. Ngày hôm đó, Thiên Nga Úc Angelo ở lại bãi biển với em gái. Họ đã ở bên nhau. Tuy anh trai mang hình dáng Thiên Nga, nhưng hai anh em cực kỳ hạnh phúc. Liz thân yêu, em nghe đây. Ngày mai tụi anh phải đi và một năm nữa mới quay trở lại đây. Nhưng tụi anh không thể để em ở lại chỗ này một mình được. Em có can đảm đi theo tụi anh không? Em đi theo các anh. Các anh đừng bỏ em lại đây. Em không sợ phải ở một mình, nhưng em rất nhớ các anh. Tụi anh đã bàn bạc với nhau rồi. Cánh của tụi anh chấp lại sẽ đủ sức mang em đi về bờ biển bên kia. Nào, chúng ta bắt tay đan lưới nha. Em gái chúng ta sẽ nằm trên tấm lưới đó. Thức ăn đó, em ăn đi. Tối qua anh vào rừng hái cho em đó. Hoàng tử Úc thương em gái ghê ta. Liz ơi, em có chóng mặt không? Chúng ta đã bay xa đất liền lắm rồi đó.
em không sao hết. Vui quá các anh ơi, em đang ở trên trời như một giấc mơ vậy. Vậy chúng ta phải cảm ơn bà phù thủy đã cho chúng ta làm chim bay đi khắp nơi chứ, đúng không? Em nhìn đám mây to kia kìa. Trời ơi, hình của chúng ta kìa các anh ơi. Mây đẹp như một chiếc gương thần. Hình như em Liz của chúng ta là công chúa đầu tiên được bay lên trời thì phải. Nhưng sau này già đi, không lẽ chúng ta vừa bay vừa ho lụ khụ sao mọi người? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách cứu các anh mà. Sẽ cứu các anh. Em nhớ cứu hoàng tử Út trước đó nha. Cứu thiên nga xong thì tha thứ cho dì Rosa luôn nha. Đúng vậy. Đúng rồi. Ta làm người giả được rồi. Nhưng sao chúng nó không nói chuyện nhúc nhích gì được hết. Rosa, tôi tìm được cây này hay lắm. Bà nấu thử đi, sẽ ra loại thuốc cứu người đó. Cứu người thì không phải chuyện của ta rồi, nhưng ta cũng tò mò. Nó là cây tầm ma, ở trong khu rừng bên kia đại dương, cách chúng ta hàng chục ngàn cây số. Chắc có con đại bàng nào bay lạc tới thả vào đây. Nó mọc đầy trong những nghĩa trang hoang vắng. Tôi để ở đây nha Rosa, để khi nào cần đến thì dùng. Ta chưa biết nó có công dụng phép thuật như ông nói không, nhưng ông cứ cất đi. Dù sao thì chai thuốc nhỏ xíu kia cũng không đủ để cứu chục con thiên nga kềnh càng nạn nhân của ta. Người gì mà ác độc, ác giả ác báo, nói hoài cũng không chịu nghe. Nguy rồi, hôm nay dì phải mang theo ta nên các anh bay chậm, chắc không đến kịp tảng đá giữa biển trước khi trời tối. Các anh rớt xuống biển chết đuối hết thì sao? Xin thượng đế linh thiêng, mẹ ơi, mẹ Alice của chúng con, hãy giúp con tìm thấy tảng đá. Mẹ ơi, mẹ ơi, thế nào các anh cũng gặp nguy hiểm giữa biển khơi, con phải làm thế nào để cứu các anh đây? Mẹ ơi, mẹ ơi. Các anh ơi, đêm nào các anh cũng phải chịu cảnh đứng trong tảng đá như tối qua sao? Không đâu em, các anh cũng có một nơi để ở, nơi đó đẹp lắm, nhưng là chim thì phải bay. Chim có tổ có nhà chứ, nhưng chỉ được ở nhà ít thôi. Chiều nay chúng ta sẽ về tới nhà. Đây là đảo Thiên Nga, nhà của chúng ta đó. Mùa bão tố các anh về đây trú ẩn. Chào mừng tôi rồi, đến đảo của chúng ta. Liz, phòng ngủ của em đây. Hôm nay chúng ta không phải ngủ đứng ngoài biển nữa. Ngày mai em có được gặp lại các anh không? Mai các anh phải bay đi kiếm thức ăn và hạt giống để thả xuống khu rừng này. Chiều tối các anh lại về. Vậy em ở nhà nấu cơm chờ các anh về. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là cô chúa đảo mà. Tối nay em muốn mơ thấy gì? Em mong mơ gặp tiên để hỏi phép cứu các anh thôi. Em ước nguyện các anh trở lại là người như xưa. Chào công chúa, em gái của đàn thiên nga. Chào công chúa. Sao công chúa buồn vậy? Có cần chúng tôi giúp việc không? Ánh sáng của chúng tôi có đủ dùng cho công chúa không? Đơm đớm ơi, ước gì ta gặp được một bà tiên. Ta sẽ hỏi tiên làm cách nào để cứu các anh của ta. Công chúa ngủ đi, chúng tôi sẽ đi gọi bà tiên tên Morgan cho công chúa. Liz, dậy đi, ta đến đây. Dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ơi, bà là ai? Bà đẹp quá, đẹp giống y hệt mấy bà tiên con thấy trong sách vậy đó. Ta là Morgan, bạn của mẹ con trên trời đó. Mẹ con nghe tiếng con kêu, nhưng chưa đến hạn xuống trần gian nên nhờ ta xuống giúp con. Bà ơi, con chỉ mong muốn một chuyện thôi. Con muốn cứu các anh con. Bà ơi, hãy giúp con, hãy giúp con. Con gái, hãy nín đi. Ta thấu hiểu tình thương yêu của con với các anh. Các anh của con có thể được giải thoát nếu con có đủ sự nhẫn nại, biết chịu khổ nhục và hết sức can đảm. Con có làm được không? Bà ơi, con chịu được hết. Con làm được hết.
bà hãy nói cho con biết phải làm gì. Đây là cây tầm ma, tức là cây trị ma, trị những phép thuật xấu của bọn pháp sư và phù thủy ác độc. Cây này rất độc và cứng. Cây tầm ma có nhiều gai nhỏ nên còn gọi là tầm gai. Gai của nó làm phỏng và rách da. Quanh cái hang con đang ngủ đây, cây tầm ma mọc nhiều vì gần nghĩa địa. Tầm ma ở nghĩa địa mới dùng được, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con mừng quá. Bàn tay con mềm mại quá. Tội nghiệp cho con sẽ phải rát bỏng và đau đớn. Con thấy nước không? Nước cọ xát làm đá cứng cũng phải mòn. Nhưng nước không có tim nên không thấy sự đau như bàn tay của con phải chịu đựng. Con chịu cực tự mình hái về, lấy chân dẫm nát nó để có được những sợi gai may áo. Con phải may 11 chiếc áo dài tay. Con may xong, hoàng lên 11 con thiên nga, phép ma sẽ tiêu tan. Công chúa ơi, công chúa đã biết cách làm chưa? Bà Morgan khó lắm đó, không phải ai bà cũng hiện ra để giúp đâu. Ta biết, nên ta sẽ nghe lời bà. Đơm đớm ơi, ta không thể nói với ai được hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dệt xong 11 chiếc áo, con không được nói dù là một chữ một lời nào hết. Dù phải dệt bao nhiêu năm cũng không được nói. Một tiếng con thốt ra là một nhát dao đâm chết tất cả các anh con. Nhớ nha, tính mạng của họ là do con nắm giữ đó, nhớ chưa? Dạ, thưa bà, con ghi nhớ kỹ rồi ạ. Con vô cùng cảm ơn Thượng Đế, bà Morgan, mẹ Alice đã dạy con cách cứu các anh. Giờ con đi hái tầm ma liền đi ạ. Công chúa đau lắm phải không? Đơm đớm ơi, những lời cuối cùng mà ta được nói là nói với đơm đớm đó. Từ giờ trở đi, ta phải im lặng hoàn toàn để dịch áo cho các anh. Đơm đớm thông cảm cho ta nghe. Bắt đầu đi công chúa. Làm xong sớm một ngày thì sẽ cứu được các hoàng tử sớm thêm một ngày. Công chúa sẽ sớm được nói chuyện trở lại. Em út, sao em khóc vậy? Trước giờ thấy em luôn cười nói giỡn hết, có khi nào khóc đâu. Các anh ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ nói anh em mình sẽ được cứu. Các anh có tin không? Tưởng gì, vậy mà cũng khóc nữa. Anh cũng mơ thấy mẹ nè. Mẹ nói chúng ta sẽ có áo mới đó. Thôi, chúng ta bay nhanh lên. Em Liz đợi ở nhà. Về trễ lại mấy lo lắng lắm. Trời sắp tối rồi. Các anh ơi, mau về đi. Bữa nay em lượm được một cái nồi trên bãi biển. Em mò được cá, sò nữa. Hả? Sao tay của em bị sưng vậy Liz? Đưa anh coi, em bị phỏng nước sôi hay sao? Em ở nhà có sao không? Có ai tới ăn hiếp em không? Đảo này không có người, chỉ có thú hiền thôi. Nhưng gặp chuyện không hay phải nói với các anh nhé. Nhưng tại sao từ lúc về đến bây giờ anh không thấy em nói câu nào hết vậy? Mọi hôm em nói líu lo như chim đó mà. Phải, lạ ghê. Con chim nhỏ hót vang lừng bữa nay im ru. Đưa tay cho anh coi. Hả? Trời ơi. Các anh ơi, em không thể nói được, không thể nói ra lời. Nhưng em thấy ấm áp và bớt đau đớn nhiều lắm. Em may áo cho các anh phải không? Đây là vải gì mà dày và cứng quá vậy? Hèn gì tay em bị thương nặng quá. Thôi, em đừng may nữa. Hèn gì? Hôm qua anh nằm mơ thấy mẹ về nói rằng chúng ta sẽ có áo mới. Anh nghĩ đây không phải áo thường đâu. Liz ơi, em giỏi quá. Thôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, Liz ơi. Các em ơi. Angelo, em đừng khóc nữa. Hãy dành nước mắt để chiều về nhỏ lên hai bàn tay sưng đỏ của em Liz cho em ấy đỡ đau. Hôm qua anh nhìn thấy nước mắt của em làm cho tay của Liz bớt sưng nhiều đó. Đúng vậy, em ấy rất can đảm.
Em ấy đang làm việc gì đó, chịu lời nguyền và quan quốc nào đó để mong cứu chúng ta. Em ấy rất tin vào điều em ấy làm. Đúng vậy, chúng ta thương em ấy. Các ngươi biết đây là đâu không? Hình như đây là một đảo quan không có người ở. Ta chỉ ghé vào xem một lúc thôi. Tôi thấy có khói, hình như xa xa kia có người. Chúng ta vừa vượt biển rất mệt, Đức vua hãy lên đó nghỉ ngơi. Haman, ngươi đưa ống dòm cho ta xem. Hình như có một người đang làm gì đó. Ôi, một cô gái xinh đẹp quá. Nàng là ai? Sao ở một mình trên đảo này? Hoàng thượng, tôi trông cô gái này không phải là người ở biển hay rừng. Cô ta có vẻ đẹp quý phái, lạ lắm. Ta cũng nghĩ như ngươi. Này cô gái kiều diễm kia, cô tên gì? Cô kia, nhà vua hỏi sao không trả lời? Tại cô làm sao vậy? Ôi, tội nghiệp nàng quá. Ta là Richard, bên cạnh xứ của vua Odi. Nàng có nghe nói về đất nước của ta không? Trời ơi, thì ra đó là Richard, hàng xóm gần gũi của nước ta. Sao ta có thể gặp chàng ở nơi xa xôi vậy chứ? Ta muốn hỏi thăm vua cha quá. Ta đi khám phá những miền đất mới bằng tàu biển, lên đến nhiều ngày rồi tình cờ cập bến này. Ta không ngờ có một tuyệt sắc giai nhân ở đây. Đức vua, chúng ta không thể ở lâu, phải xuôi dòng nước ấm trở về thôi ạ. Cô gái, nàng theo ta về đất nước của ta nhé. Nàng quý phái, đẹp người đẹp nết như vậy, không thể ở nơi này được. Nàng hãy tin ta, về đất liền với ta, ta không làm hại nàng đâu, ta hứa. Nàng không nói được phải không? Hay ra giấu, ta sẽ làm theo ý nàng. Theo vua đi ra về gần nhà, mong rằng lúc may xong áo, các anh sẽ trở lại thành hoàng tử ở gần với đất nước của ta. Nhưng ở nơi đó không biết có dây tầm ma để may áo không. Ta xin vua đi hái thêm mới được. Còn các anh nữa, ta sẽ để lại dấu tích, hy vọng các anh sẽ biết và bay theo ta. Đức vua, tôi nghi ngờ cô gái này quá. Không nói không rằng, dẫn chúng ta vô nghĩa trang để làm gì? Đức vua coi chừng ả là phù thủy đó. Ngươi thật đa nghi, phù thủy sao có thể xinh đẹp thánh thiện như vậy được. Ta linh cảm đây là người tốt, rất tốt nữa là khác. Ngươi hãy tin vào linh cảm của ta đi. Đức vua, tôi cũng có linh tính của mình. Tôi nói không sai đâu, cô ta đáng nghi lắm. Để rồi ngài coi. Nàng ấy vẽ hình tên cướp biển giống ta ghê. Các anh ơi, em gặp vua đi ra, ngài là người tốt. Nếu em cãi lại ngài ấy không chịu về đất liền thì sẽ rắc rối phiền hà cho chúng ta. Em sẽ tiếp tục may áo cứu các anh. Hãy bay đến đất liền với em nhé. Tạm biệt. Đức vua, ngài đã già yếu, hơn nữa không thể bỏ việc triều đình mà đi đâu được. Ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi, các hoàng tử và công chúa sẽ trở về. Sadly, ngươi nghĩ coi, ta có con cái đông đúc mà phải quạnh quẻ, còn hoàng hậu nữa, nàng cứ đi đâu mất biệt, ta chịu không quản được nàng luôn. Nếu đức vua biết rõ hoàng hậu đi đâu làm gì thì ngài không mất con đâu ngài ơi. Sadly, ngươi thật hỗn láo. Ý ta coi ngươi là bạn mà muốn nói gì cũng được sao? Ngươi cũng dám nghi ngờ hoàng hậu Rosa của ta. Đến đâu, đánh hắn 20 roi cho ta. Dạ, dạ. Đức vua, xin ngài dừng tay. Đau quá, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngài đừng u mê nữa, hãy tỉnh táo lại đi.
hãy cho ta biết nàng là ai. Chỉ những cô gái quyền quý mới có được cung cách như này. Ta thật may mắn khi gặp được nàng. Đức vua, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi khi tôi không thể nói chuyện với ngài. Hãy cho tôi thời gian để cứu các anh trước. Ta thấy lúc nào nàng cũng như muốn nói với ta điều gì đó. Nàng yên tâm, ta không làm gì có hại cho nàng đâu. Sau đó tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đền đáp công ơn của ngài. Coi kìa, họ khiêu vũ với nhau thật tình tứ. Nhưng cô gái kia là ai? Ta phải làm sáng tỏ để đức vua không u mê nữa. Ta cho để trong phòng đống cành lá và chiếc áo bằng lá cây nàng may xong. Tất cả đều quen thuộc với nàng. Nàng cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Cần gì thêm, nàng hãy cho ta biết. Cảm ơn ngài đã hiểu lòng tôi. Nàng cười rồi. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi ta gặp nàng đó. Các em nghe đây. Anh biết là các em rất cực khổ. Thay vì được nghỉ ngơi an toàn ở trên đảo Thiên Nga, thì bây giờ chúng ta phải theo Liz bay ngược trở về. Trong đêm tối bão tố, phải đứng chen chân như thế này. Anh đừng lo, chúng em hiểu mà. Chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được. Em ấy bị bắt làm tù binh rồi. Angelo, em cứ hở ra là khóc. Liz đã để lại tín hiệu cho chúng ta là em ấy theo nhà vua Richard. Vậy ngày mai chúng ta cố gắng bay nhanh để đến được đất liền nơi em ấy ở. Em linh cảm Liz gặp may hơn rủi, và anh em chúng ta cũng sắp được cứu rồi. Hãy tin vào em ấy đi. Nhưng đáng tiếc ban đêm chúng ta không thể nào bay được. Mẹ Alice ơi, bà Tim Morgan ơi, xin hãy giúp con thêm can đảm chịu đựng những cơn đau khủng khiếp này. Con đã may được tới chiếc áo thứ bảy rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của tôi. Con hãy cố gắng con nha. Việc sắp xong rồi. Các anh con sẽ trở lại thành người. Cha con sẽ vui mừng. Lúc đó mẹ mới được yên lòng. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Con mừng quá. Mẹ ở đây với con. Đã lâu lắm rồi con không nói chuyện với ai. Mẹ ơi, con ngủ đi. Ngủ một chút sẽ đỡ đau. Mẹ đi thăm các anh của con. Mẹ nhớ chúng lắm. Mẹ ơi, con đi với. Con muốn gặp các anh lắm. Không được, con phải ở nhà may áo cứu các anh. Con không nhớ sao? Mẹ thương tất cả các con. Nhưng làm mẹ lúc phân ly là vậy. Gần đứa này thì phải xa đứa kia. Hết sợi tà ma rồi. May quá, lúc sáng ta đã thử tìm đường ra nghĩa trang trước. Giờ ta đi hái cũng nhanh. Thật sợ quá. Liz ơi, hãy can đảm. Mình hết can đảm nha. Có một bụi to cành tầm ma kia. Cố lên. Ta hãy giúp nàng đây. Mau mau quay về trước khi đám phù thủy ở đây phát hiện và muốn bắt giữ nàng. Mau lên. Về đất liền rồi. Từ hôm nay chúng ta chỉ bay quanh quẩn ở đây để chờ tin của em Liz. Buổi tối chúng ta bay ngược ra bãi biển ngủ phải không anh? Phải, chỉ đất liền và bờ biển thôi, không ra khơi nữa cho đến khi gặp được em Liz. Tuân lệnh anh. Ngài pháp sư, giờ thì các quan đã ra về hết. Ngươi có chuyện riêng gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên. Xin đức vua hãy lắng nghe lời chân tình của hạ thần. Thần thề đó là sự thật. Ngươi bài vẽ quá. Trước giờ ta đâu có nghi ngờ gì ngươi. Đức vua, tối qua nàng Lít yêu dấu của ngài lén lút ra khỏi hoàng cung, một mình đi tới nghĩa trang Lơ Xoa. Ngươi nói sao? Nghĩa trang Lơ Xoa cách đây 2 dặm. Nàng làm gì ở đó? Sao ngươi biết? Xin đức vua tha lỗi.
thần rất nghi ngờ hành tung khó hiểu của nàng này, nên luôn để ý theo dõi. Không sao đâu, ta biết ngươi cảnh giác cũng vì sự an nguy của ta. Nói tiếp đi. Thần theo sát gót mà nàng không hay biết. Nàng đến nghĩa trang như một người đã thạo đường đi nước bước từ lâu. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ta hiểu rồi. Liz đi hái loại cây gì đó để may áo thôi. Không sao đâu, ngươi yên tâm. Một người đáng nghi như vậy sao có thể làm vợ vua được à? Ta yêu nàng nên ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta vẫn làm lễ cưới với nàng. Đức vua không tin lời tôi sao? Ta tin chứ. Nhưng ta tin vào tình yêu của ta và sự lương thiện của nàng hơn. Để ta ngắm coi. Nàng đẹp lắm. Nàng sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Khi im lặng là điều duy nhất em có được. Em sẽ biến nó thành nỗi im lặng hân hoan. Nàng đừng lo lắng. Tuy chung quanh người ta gièm pha nàng không ngớt, nhưng ta tin có ngày nàng sẽ mở lòng nói với ta những gì nàng đang chịu đựng. Hoàng hậu, sáng rồi, nàng dậy đi. Cả đêm qua nàng vất vả lắm phải không? Người nói sao? Hôm qua là đám cưới của vua Richard. Sao giờ này ta mới nhận được thiệp mời? Trễ quá, ta thất lễ với láng giềng rồi. Ta phải phạt ngươi. Đức vua ơi, hoàng hậu không cho thần đưa thư sớm. Hoàng hậu đâu rồi? Tại sao nàng lại làm vậy? Hoàng hậu nghe nói vua Richard cưới vợ đẹp lắm, hoàng hậu không thích. Ngươi là ai mà tự dưng vào một cái nhảy vô đây? Thưa đức vua, ngài không cần biết tôi là ai. Tôi đến đây vì các con của ngài. Các con của ta? Ngươi biết sao? Hãy nói ta nghe coi. Thưa đức vua, ngài có tin vào phép thuật không? Ngài có biết câu những ai không tin vào phép thuật sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng không? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Các con của ngài bị phép thuật làm hại nhiều năm nay mà ngài vẫn vô tâm không biết. Muốn cứu họ, chỉ có phép thuật trị phép thuật được thôi. Vì vậy, ngài hãy mau mau qua bên nước của vua Richard đi. Người hãy giữ chai thuốc này thật kỹ, không được cho hoàng hậu trông thấy. Người hãy đi cùng đức vua qua xứ Richard đi. Bàn tay của chàng dịu dàng như tay mẹ. Tình yêu của chàng làm ta bớt đau đớn. Nàng cần phải may bao nhiêu chiếc áo? Sắp xong rồi, nàng đang bắt đầu cái cuối cùng phải không? Trời ơi, còn cái cuối cùng lại thiếu dây tằm mà. Hoàng hậu, thật sự nàng rất quen thuộc với nơi này sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là phù thủy? Thật đau đớn, nhưng ta buộc lòng phải giam nàng ở nơi tối tăm này. Làm sao ta có thể giải được nỗi oan này đây? Liz ơi, anh tới nè. Các anh đi tìm em quá chừng. Liz ơi, tay em còn đau không? Ra đây, anh nhớ em lắm. Liz ơi, anh nghe nói sáng mai em bị lên vàng lửa. Sao người ta có thể gọi em là phù thủy được? Anh ơi, em còn chiếc áo cuối cùng của anh chưa may xong. Trong đêm nay em sẽ cố gắng. Liz ơi, có gì oan ức em cứ nói ra. Đừng im lặng chịu đựng nữa. Không cần gì cứu các anh mà em phải chết đâu. Bánh này em thích nè. Các anh bay về tận bếp hoàng cung nhà mình để lấy cho em đó. Anh có gặp được cha không anh? Em nhớ cha lắm. Em muốn hỏi anh có gặp cha phải không? Không thể gặp cha em ạ. Các anh rình mò vô bếp lấy miếng bánh như đi ăn trộm vậy đó. Thôi, anh lại phải đi. Hẹn mai gặp em nha. Liz ơi, can đảm lên em. Haman,
Ta muốn dời cuộc hành hình sáng mai. Ta cần phải suy nghĩ và xác minh thêm. Không nên. Thưa đức vua, ngài có nghe tiếng dân chúng ngoài kia không? Họ rất bất bình. Ngài hãy đặt ý dân lên trên hết. Ta biết, nhưng ta đau buồn lắm. Thôi, người lùi ra đi. Phải hành quyết. Giết chợ bà phù thủy ở lớp hoàng hậu đi. Đi đi. Hành quyết đi. Nàng Câm ơi, ta yêu nàng biết bao nhiêu. Ta đã bất chấp hết để cưới nàng, nhưng sao nàng lại là phù thủy chứ? Em đã mệt lắm rồi, còn chiếc áo của anh Angelo, nhất định tối nay em may tiếp. Giết chồng phù thủy đi! Ai giết chồng phù thủy? Giết chồng phù thủy đi! Ta phải cố gắng trong giờ phút cuối cùng, còn một chiếc áo nữa thôi. Giết chồng phù thủy đi! Ai giết chồng phù thủy? Giết chồng phù thủy đi! À mà, còn bao lâu nữa thì trời sáng? Trời gần sáng rồi, xin đức vua hãy về dợt mắt một chút. Theo tục lệ, từ đây đến lúc hành hình, ngài không được gặp hoàng hậu nữa đâu à. Tục lệ? Tục lệ? Ngươi chỉ biết có tục lệ hay sao? Charlie, chúng ta đến nước Richard có bất ngờ lắm không? Chúng ta nghe lời pháp sư Peter để đi cứu các con ta, nhưng ta linh cảm có điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, không biết đó là lành hay dữ. Đức vua ơi, chúng ta mang quà cưới đến cho vua Richard. Dù có trễ, chúng ta vẫn là khách mời của nhà vua nước láng giềng, nên đức vua cứ yên tâm. Vui lòng mở cửa, xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, xin vui lòng cho chúng tôi yết kiến vua Richard. Các ngài là ai? Sáng tình sương đến đại náo hoàng cung hay sao? Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, có việc rất gấp, xin ý kiến hoàng đế Richard. Xin các ngài thứ lỗi, vui lòng trình quốc thư để muốn gặp nhà vua. Với lại mặt trời chưa lên, hoàng cung chưa thể tiếp các ngài được. Chúng tôi không có nhiều thời gian, xin ngài hãy cấp báo với vua Richard giúp ạ. Chuyện khẩn thiết lắm. Ta đã nói các ngươi trình quốc thư ngay mà, không có thì biến đi. Chuyện gì mà gấp gáp nút tinh mơ? Hơn nữa nhà vua của ta rất bận, cần chuẩn bị cho cuộc hành quyết đặc biệt của hôm nay. Nè tính ra, đừng làm kỳ đà cản mũi chúng ta, phải đi cứu em gái chúng ta thôi. Trời ơi, quá ghê quá. Quân lính đâu? Mau đến bắt những người này cho ta. Chuyện gì ồn ào quá vậy? Đức vua đến, hãy chào đó. Vua Richard đến rồi, may quá. Ôi, một đàn thiên nga trắng muốt dũng mãnh. Sao chúng lại đeo dương miệng vậy? Charlie, ngươi nhìn xem, dân chúng đông quá. Đám cưới kéo dài tới ngày hôm nay sao? Cô gái Câm kia, ngừng tay lại, nghe lệnh quả thiêu đây. Haman, hãy để nàng ấy may thêm một lúc nữa. Một lúc nữa thôi. Tân hoàng hậu đây sao? Sao mới đám cưới mà lại bị hành quyết? Cô gái này... Hoàng hậu lên vàng lửa, bắt đầu. Chiếc áo cuối cùng vẫn chưa kịp đan xong phần cánh tay, nhưng không còn thời gian nữa, nên các anh hãy ba mặt vào để quá giải lời nguyền. Thì cha ơi, vậy em nói được rồi, em vô tội. Đây là các anh của em, mời một hoàng tử xứ Âu đi. Hỡi tất cả mọi người, hoàng hậu chính là công chúa Lys xứ Âu đi, và đây là đức vua, cha của nàng. Cứu các anh khỏi kiếp thiên nga nên chịu quá nhiều đau đớn khổ sở. Em Lys vô tội. Vậy là nàng Lys đã kịp cứu các anh mình và được giải quan.
hai nước Audi và Richard trở thành một nhà. Người dân được chăm lo ấm no. Vua Richard đã có người vợ thánh thiện như pha lê. Sự trong sáng và tình yêu thương của nàng Liz đã biến tà thuật thành phép màu, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho tất cả mọi người. Vua Audi đoàn tụ cùng các con, sống cuộc đời hạnh phúc cùng nhau. Còn Rosa, mụ phù thủy với lòng tham và sự đố kỵ, trong lúc ghen tức vì biết tin phép thuật của mình bị phá bỏ, đã nóng giận và làm đổ mọi loại thuốc mà bà có, khiến bà hoàn toàn mất đi phép thuật, sống cuộc đời cô độc mãi về sau. Lành, nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng cô lại có một cục bú rất to trên má. Nếu không có cái bú trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái bú xấu xí này. Đâu như con Lành, cái bú ở ngay giữa mặt. Con Lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao với ao hay sao mà dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lưu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái bú xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Đánh rồi cho tao. Chị Lụa cũng có cái bú giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái bú của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con Lành nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái bú này, cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái bú này. Mau tránh ra cho ta xem. Tránh ra. Ê, 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 cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị Lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn. Ngại đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa, mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường, múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lộng cầu dòng, nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộng cầu dòng. Phúc Hà, hát hay quá. quỷ nhỏ. Hả? Chị biết em sao? Chị chơi với em đi, chị hát đòn dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết, em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa,
Em không xấu xí đâu. Chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hù một trận. Nó ghê lắm. Nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày, nó xé xác mày ra chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Sao chiều tối rồi mà chị Lụa còn kêu tôi đi hái nấm? Để sáng mai mình đi hái mới có nhiều nấm tươi chứ. Tao nói đi thì mày phải đi. Tao là chủ hay mày là chủ? Mày còn hỏi nữa. Tao kêu cha mẹ cắt tiền lương mày đó. Nấm kìa. Mày nhanh lại hái đi. Tôi hái được nhiều nấm lắm rồi nè chị Lụa ơi. Ủa, chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Chị Lụa đi lạc rồi sao? Làm sao đây? Có người kia đang cho người hái nấm trong rừng của ta. Ôi, nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vô đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ này, con lại đi chọc phá cái con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ. Con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi. Đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc. Tôi không định đập về nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mà. Cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu. Xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Gì? Vậy người cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì người chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ. Quỷ nhỏ của mẹ, ngủ hoang đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Mày hát vậy sao nó ngủ được? Phải hát vậy mà. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ước cò là cò bay lạ. Hay từ là từ cửa mũ quay ra ra cánh đồng. Tình tình tan là tan tình tình của mình rằng ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không.
con người này hát hay quá. Quỷ nhỏ ngủ rồi. Ngươi hãy dạy cho ta hát hay như ngươi đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Tôi chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lưu, ơi bạn ơi. Là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mấy bông, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mấy bông. Rồng trắng lơ mây, có cây lúc lắc, có nhà bị diêm, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà thầy ông. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, phú ông phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị, chị ở lại với em đi. Chị hát hay, lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta. Người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà phú ông rồi. Ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho bà nha. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau dậy đi. Tối giờ ta sẽ ra bị rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đó người đến dạy hát, sao người lại bỏ chạy? Tại người làm ta bất ngờ quá mà. Bàn tay của người ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Người đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn, chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. À, sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Ngươi dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải canh mềm, lột cổ xuống ao. Ông ơi, ông ơi. Người hát như vậy, ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục,
tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. Dám bắt tôi để hát hay hả? Dám tôi hát bà. Không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái mú trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái mú xấu xí này nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái mú xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái bướu trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nhỏ xấu tính đó, dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Ông rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Mong thần linh phù hộ cho hoàng hậu mẹ tròn con vuông. Ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu tuy sống trong giàu sang, muốn gì cũng có. Nhưng chỉ duy một nỗi là không có con. Họ khấn nguyện nhiều năm liền, cuối cùng trời cũng thương tình ban cho họ một đứa con. Hoàng hậu cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Hoàng hậu và con ta thế nào rồi? Thưa đức vua, chúc mừng người, hoàng hậu đã bình an hạ sinh một hoàng tử. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Đức vua, con của chúng ta trông thế nào? Nàng còn mệt, hay nàng cứ nghỉ một chút cho khỏe. Chẳng lẽ con của chúng ta có chuyện gì sao? Thế muốn nhìn mặt con. Mau đi tìm hắn cho ta. Lần này không được để hắn thoát nữa. Ta không sao. May mà chúng ta trốn kịp. Nhưng binh lính của Robert đông như vậy, sớm muộn gì cũng tìm ra chúng ta thôi. Chỉ trách ta không đủ tài sức lực đổ Robert, cứu cha mẹ và thần dân của vương quốc này.
không biết bây giờ cha mẹ của ta ra sao rồi. Có bị Robert hành hạ hay không? Ông là gì vậy? Ngươi là hoàng tử Mason. Ngươi đã phá bỏ được lời nguyền rồi sao? Đúng vậy. Còn ông là ai? Sao ông lại biết nhiều chuyện của ta như vậy chứ? Bởi vì ta chính là quỷ đất. Hoàng tử Mason, xin cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có ý hại cậu. Tôi chỉ muốn xin cậu hãy thứ lỗi cho tôi. Ông nói vậy là ý gì? Khúc nhạc da diết của cậu đã khiến tôi nhìn lại tất cả. Chính tình yêu mù quáng và ham muốn trả thù của tôi đã đẩy người dân vào cảnh lầm than. Đức vua hoàng hậu không rõ sống chết. Bản thân tôi cũng bị chính con nuôi của mình lừa lấy mất hết sức mạnh. Ông nói sao? Robert là con nuôi của ông à? Đúng vậy. Cách đây hơn 20 năm, tôi thấy một đứa bé bị bỏ rơi ở đây. Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ này, tôi nhận ra nó có giả tâm vô cùng lớn. Tôi quyết định nuôi dưỡng đứa bé để sau này từng bước giúp tôi trả thù hoàng hậu, phá bỏ lời nguyền của thần mặt trời. Rồi sau đó? Như cậu đã thấy rồi, không ngờ sau khi lên ngôi vua, hắn không chỉ thất hứa mà còn lừa lấy toàn bộ sức mạnh của tôi. Bây giờ tôi hối hận vô cùng, lại chẳng thể làm được gì. Nhưng thật là may mắn cậu vẫn còn sống. Bây giờ chỉ có cậu mới lật đổ được hắn ta mà thôi. Tôi không muốn sức mạnh của tôi bị sử dụng vào việc xấu xa, hại dân hại nước. Mason, cậu hãy thay tôi diệt trừ Robert. Có như vậy sự ra đi của tôi mới không uổng phí. Tôi trông đợi ở cậu. Quỷ đất, ông đang làm gì vậy? Ta bằng lòng tha thứ cho ông. Ông hãy dừng lại đi. Chỉ có cách này mới có thể chế ngự được sức mạnh của Robert. Hoàng tử Mason, cậu là một chàng trai dũng cảm và chân thành. Hãy nhớ chiến đấu thay phần của tôi và xin gửi lời xin lỗi của tôi tới cha mẹ cậu. Vĩnh biệt. Khoan đã quỷ đất. Khoan đã. Không lẽ nào quỷ đất đánh đổi cả mạng sống để hóa thành tấm khiên và thanh kiếm này? Thì ra đây là tấm khiên thần đó Louis. Chúng ta có cơ hội thắng rồi. Ông yên tâm quỷ đất, tôi nhất định sẽ chiến đấu hết mình. Mau tìm xung quanh đi, hắn ta chưa chạy xa được đâu. Louis, ta có kế này. Chúng ta phải liều một phen thôi. Hắn kia rồi, đuổi theo. Ngươi không còn chiêu gì mới hơn sao? Thật là cảm động. Đức vua ơi, mình tha cho hoàng tử được không? Tỉnh táo lại đi. Không ngờ ngoài gãy đàn ru ngủ, mẹ sinh còn có tuyệt chiêu gãy nên những giai điệu làm người khác thương cảm thế này. Để xem ngươi còn có thể đàn được bao lâu. Chuyện này là sao? Tấm khiên kia có thể cản được phép thuật của ta sao? Mau bịt tai lại cho ta, đừng để bị tiếng đàn của mẹ sinh làm ảnh hưởng. Tức quá đi. Người đâu? Động lên, đạp đổ tấm khiên kia cho ta. Không ổn rồi. Để xem, không còn khiên thật, ngươi còn chống chịu được bao lâu. Tất cả xông lên cho ta. Bảo vệ hoàng tử Mason. Linda, sao nàng biết ta gặp nguy mà tới ứng cứu kịp thời như vậy? Thiếp sợ chàng gặp nguy hiểm trên đường đi nên thiếp vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi và bảo vệ chàng. Nhờ đó mới biết chàng đang gặp nạn để kịp thời xin cha đem quân đến tương trợ. Tốt quá rồi, cảm ơn nàng. Mason, ngươi đừng vội mừng. Dù cho có người tới cứu,
ngươi đừng quên, ta còn đang giam giữ cha mẹ ngươi đó. À, không thể nào. Robert, ta thương ngươi như con, tin tưởng ngươi vô cùng. Không ngờ ngươi là người đứng đằng sau tất cả những chuyện sai trái này. Trách ngươi chỉ lo đuổi theo ta, nên lơ là cảnh giác ở lâu đài. Nhờ đó, Louis mới có cơ hội lẻn vào để giải thoát cho cha mẹ ta. Tiếng đàn của Mason thức tỉnh con người và mọi vật xung quanh. Mason, con vẫn còn sống, con trai của ta. Tốt quá rồi, không ngờ con của chúng ta đã trở nên khôi ngô và đàn cảm động đến vậy. Các người yên đó làm gì? Vào tấn công cho ta. Tất cả mọi người nghe đây, Robert âm mưu hãm hại hoàng tử, lợi dụng lúc ta đau buồn để lừa dối, chiếm đoạt ngôi vua. Nay thì mọi chuyện đã rõ. Ngay lúc này, ta tuyên bố chính thức trao lại ngôi vua cho hoàng tử Mason. Đây mới là người kế vị xứng đáng của vương quốc. Kính chào đức vua. Đức vua giảng phi. Được, tất cả nghe lệnh của ta, bắt lấy Robert về trị tội. Thủ lĩnh, mình từng nhiều lần ám sát hoàng tử, y nhầm, ám sát đức vua không thành. Giờ sau đây thủ lĩnh, tình hình này rất bất lợi cho chúng ta, cứ tạm thời trốn đi đã. Các ngươi đồ chết nhát. Mẹ xin, ta nói cho ngươi biết, trước giờ cái gì ta cũng giỏi hơn ngươi, tài năng vượt trội hơn ngươi. Chỉ có ta mới xứng đáng là vua của vương quốc. Đúng, ngươi có rất nhiều tài năng, nhưng tiếc là tài không đi đôi với đức, vì tư lợi cá nhân. Ngươi đã đẩy biết bao nhiêu người dân vào cảnh lầm than, kể cả cha nuôi của mình mà ngươi cũng phản bội. Không lẽ đến bây giờ ngươi còn chưa nhận ra sai lầm của mình sao? Sai lầm của ta là vẫn để ngươi sống tới giờ đây. Đỡ lấy. Mẹ tôi, cẩn thận. Quỷ đất, nhờ có khiên và kiếm của ông mà tôi mới có thể thắng được Robert. Tiếc là ông không còn sống để chứng kiến khoảnh khắc này. Ước nguyện khi còn sống của ông là có thể phá bỏ lời nguyền bị giam cầm. Bây giờ ta đã là vua của vương quốc, vậy thì nhân danh vua của vương quốc, ta đồng ý trao trả tự do cho quỷ đất. Quỷ đất, ông vẫn còn sống sao? Đúng rồi. Tôi vẫn còn sống sao? Chẳng phải khi hóa thành khiên và kiếm, tôi sẽ bị tiêu tan theo hay sao? Thì người dám hy sinh thân mình để chuộc lại lỗi lầm, ta vô cùng cảm động. Ta đã họp bàn với các thần linh và nhất trí khôi phục nguyên thần của ngươi, để ngươi có cơ hội tiếp tục tu luyện thành tiên. Cảm tạ thần mặt trời, tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ lòng người đã tin tưởng. Tốt quá rồi, chúc mừng ông. Cảm ơn Mason, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận ra sai lầm khi xưa và giúp tôi phá bỏ lời nguyền, lấy lại được tự do. Xin hoàng hậu, đức vua và cả Mason hãy tha lỗi cho những hành động bồng bột khi xưa của tôi. Vậy là sứ mệnh đã hoàn thành. Mason, từ nay con hãy cố gắng trở thành vị vua tốt, cai trị vương quốc thịnh vượng. Còn Louis, đã đến lúc ngươi trở về cổng trời cùng ta rồi. Cảm ơn thần mặt trời, con sẽ luôn luôn ghi nhớ lời dạy của ngươi. Louis, ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm. Tạm biệt. Cuối cùng, nhờ tấm lòng dũng cảm, Mason đã đánh bại được Robert và trở thành vua của vương quốc.
Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có ba vị hoàng tử. Mặc dù rất yêu thương nhau, nhưng tính cách thì rất trái ngược. Trong đó, cậu em út vì quá thật thà, nên mọi người hay gọi chàng là hoàng tử ngốc. Quậy đi Thỏ ơi! Chạy đi! Hai anh bắn trúng mày bây giờ! Hả? Em lại làm gì nữa vậy ngốc ơi? Em biết đây là buổi đi săn tập luyện cho nhiệm vụ sắp tới theo lời vua cha mà. Tại vì mẹ luôn dặn chúng ta phải thương yêu muôn loài, nên em không muốn làm hại chúng. Em có biết sao ai cũng gọi em là hoàng tử ngốc không? Vì vua cha đã dạy, nếu như thật thà đơn giản quá đà thì sẽ ngốc nghếch và dễ bị bắt nạt đó. Nếu em bị bắt nạt, hai anh sẽ bảo vệ em chứ? Em biết ai sẽ bắt nạt em không? Chính là hai anh đây. Đừng có giéo má em. Gốc lại bị bắt nạt rồi. Chạy nhanh lên, em phải chạy nhanh lên. Người xem, các hoàng tử chơi vui chứ kìa. Nếu không lo chăm chỉ tập luyện thì không biết làm sao các hoàng tử mới sẵn sàng. Bệ hạ đang lo lắng về nhiệm vụ sắp tới mà các hoàng tử phải thực hiện đúng không ạ? Gửi đức vua, vương quốc của tôi đang bị tấn công bởi các thế lực hắc ám và đã bị vướng phải lời nguyền. Xin người hãy gửi các hoàng tử tài giỏi và dũng cảm nhất đến trợ giúp. Ta đã hứa với người bạn năm xưa sẽ giúp nhau khi vương quốc của nhau gặp khó khăn, nên lần này phải chỉnh đốn lại thói ham chơi của các hoàng tử mới được. Các hoàng tử còn trẻ, xin đức vua đừng quá khắt khe. Cũng tại bình thường nàng quá cưng chiều. Yên tâm, đích thân ta sẽ huấn luyện các hoàng tử trở thành những người dũng mãnh nhất. Kể từ ngày hôm nay, các con phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, không được chơi bời lêu lỏng như trước. Tất cả đã rõ chưa? Dạ rõ. Thưa phụ vương, chúng con đã tập luyện chăm chỉ, nay sẵn sàng lên đường rồi ạ. Ta thấy hai con đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng còn Út thì Hải còn nhỏ, nên ở nhà thêm một thời gian nữa. Nhưng con cũng muốn được phiêu lưu cùng hai anh, con đâu còn nhỏ nữa. Đây không chỉ là chuyến phiêu lưu với thế giới bên ngoài, mặc dù có nhiều điều kỳ thú, nhưng rất hiểm nguy. Ta cũng chỉ vì muốn con được an toàn thôi. Phụ vương yên tâm, chúng con thấy rất háo hức và tự tin. Chắc chắn sẽ thành công trở về. Hai anh đi một thời gian sẽ về, mua thật nhiều quà cho em nghe. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua một năm. Cả năm trời rồi mà hai đứa nó chưa về, ta lo quá. Các hoàng tử rất giỏi giang và thông minh, bệ hạ đừng quá lo lắng. Đây là những hoàng tử sau này sẽ kế vị vương quốc, không lo sao được. Bây giờ ta chỉ còn mỗi hoàng tử Út, mà nó thì lại thật thà và ngốc nghếch quá. Xin bệ hạ đừng nói như vậy. Thần tin rằng hoàng tử Út sẽ giúp đỡ được bệ hạ rất nhiều. Đây là chuyện bí mật và hệ trọng, đích thân ta sẽ lên đường tìm hai con. Sao khuya rồi, con còn chưa đi ngủ? Dạ thưa, con không ngủ được. Con rất nhớ hai anh. Thưa vua cha, xin vua cha cho phép con lên đường tìm hai anh. Con thấy rất lo lắng cho hai anh.
con thương hai anh như vậy là tốt. Nhưng thế giới bên ngoài rất phức tạp, con còn nhỏ tuổi, chưa sẵn sàng đâu. Thiếp thấy Út cũng đã đủ tuổi khôn lớn, đây cũng là một cơ hội để hoàng tử được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Quả thật, phiêu lưu là điều kỳ thú. Nhưng hãy nhìn xem, đến cả hai anh giỏi giang như vậy còn đang gặp khó khăn nữa là... Thôi, con hãy về phòng đi, không bàn chuyện này nữa. Mẹ ơi, con muốn giúp vua cha đi tìm hai anh. Con có sợ việc phải ra ngoài tìm hai anh hay không? Thế giới bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Con có sợ việc phải ra ngoài đi tìm hai anh hay không? Thế giới bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Con không sợ, nhưng vua cha không đồng ý cho con đi. Nếu con đã muốn đi như vậy thì hãy chuẩn bị hành lý thật sẵn sàng. Ngày mai con hãy tỏ rõ sự quyết tâm khi xin vua cha, ta sẽ nói giúp cho con. Đây là tiền lộ phí, nó đủ cho con phiêu lưu khắp nơi, hãy cất giữ nó cẩn thận. Con sẽ chuẩn bị kỹ càng, mẹ yên tâm. Thưa vua cha, con muốn thay người đi tìm hai anh. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ còn mình con là hoàng tử, ta không muốn con gặp nguy hiểm. Bệ hạ, các hoàng tử đều cần những khó khăn để trưởng thành. Xin đức vua hãy để con út của chúng ta được trải nghiệm và trở thành một chàng trai cứng cáp như hai hoàng tử lớn. Nhưng mà... Trong nước còn có biết bao nhiêu việc, người không thể bỏ dở dang để đi tìm hai con được. Mong đức vua suy xét kỹ và tin tưởng giao cho hoàng tử Út nhiệm vụ tìm hai anh của nó. Được, ta đồng ý cho con đi. Nhưng hãy nhớ rằng, từ bây giờ không còn cha mẹ và các anh bảo vệ nữa. Nếu gặp khó khăn thì phải biết tự dựa vào sức của mình. Ta tặng con thanh kiếm này làm vật phòng thân. Nếu gặp khó khăn thì phải biết tự dựa vào sức của mình. Mình đã hứa với mọi người là sẽ tự chăm sóc bản thân. Cậu có thể chỉ cho mình đến nhà thầy thuốc được không? Chân cậu bị làm sao vậy? Mình chạy không may bị té, còn cậu phải làm gì mà để say sức khắp người vậy? Ba mẹ mình bị ốm, không làm đồng được. Mình phải thay ba mẹ làm việc và kiếm tiền nữa. Nhà thầy thuốc ở đây xa lắm, để mình đưa cậu đi nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Hãy đưa mình tới đó, hãy để mình mua thuốc cho cả hai và cha mẹ của cậu nha. Cảm ơn tấm lòng của cậu. Tôi không biết nên làm gì để xứng đáng với lòng tốt đó. Nhưng trước hết, hãy tới nhà thầy thuốc đã. Đây là thuốc mang về cho cha mẹ con. Nhưng cần nhớ là con và cha mẹ đều phải nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục làm việc quá sức sẽ không có hiệu quả đâu. Nhưng gia đình con rất nghèo, nếu không làm việc thì sẽ không có gì ăn hết. Cậu hãy cầm lấy số tiền này để trả tiền thuốc và mua đồ ăn cho gia đình nha. Khi nào mọi người khỏi bệnh, hẳn quay lại với công việc. Nhưng nếu cho mình hết tiền thì cậu lấy gì xài? Không sao đâu, mình có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong túi, chắc là đủ cho tới lúc mình tìm được hai anh. Ra là cậu đang đi tìm anh. Không biết mình có thể giúp gì cho cậu không? Hai anh mình xa nhà đã một năm mà không trở về. Mình đi khắp nơi để nghe ngóng tin tức của hai anh đó. Nếu như cậu vẫn không biết tìm hai anh ở đâu, thì để mình đưa cậu tới một nơi. Ở đó có một chú chó rất đặc biệt, có thể giúp cậu đó. Vậy chúng ta cùng nhanh tới đó thôi. Đây nè, đây chính là chú chó mà mình muốn nói với cậu đó.
dừng lại, hai đứa tới đây làm gì? Dạ thưa ông, tụi cháu nghe nói rằng chú chó ba đuôi này rất giỏi đánh hơi để tìm người khác. Không biết ông có thể cho cháu mượn một lúc để tìm hai anh của cháu được không? Đương nhiên rồi, chú chó ba đuôi kỳ lạ này ta bắt được trong rừng, nó giỏi hơn các chú chó thông thường rất là nhiều, vậy nên cần rất nhiều tiền đó. Dạ, cháu không còn tiền, cháu chỉ mượn thôi có được không? Ta thấy chú chó này rất mến ngươi, nếu được thì ngươi hãy đưa thanh kiếm ngươi đang dùng cho ta là được, ta trông thấy nó rất đáng giá. Không được đâu thưa ông, đây là thanh kiếm mà cha cháu đã đưa cho, cháu sẽ không giao nó cho ai hết. Được thôi, vậy thì hãy cầm thanh kiếm đó đi tìm hai anh của ngươi đi. Ta cũng không giỏi dùng kiếm lắm, chi bằng giao thanh kiếm này ra, tìm được hai anh vẫn tốt hơn. Dạ thôi được rồi, cháu đồng ý. Tạm biệt cậu nha, hẹn gặp lại. Tạm biệt. Ngươi có biết đường không mà chạy nhanh quá vậy ba đuôi? Không, ta chỉ chạy ra xa khỏi thành phố thôi, ở đây không khí trong lành và yên tĩnh hơn. À, thì ra là vậy. À, khoan khoan, ngươi, ngươi biết nói tiếng người hả? Đừng sợ, ta đâu phải là một chú chó bình thường đâu. Cậu yên tâm đi, ta không làm gì con người đâu. Vậy, vậy có thể tìm giúp mình hai người anh được không? Được chứ, ta có thể đánh hơi bất cứ thứ gì. Cậu có mang đồ đạc của hai anh trai cậu không? Muốn đánh hơi ai đó thì chỉ cần sử dụng món đồ có mùi của họ là được rồi. Nhưng mà lúc ra đi gấp quá, mình không có đem đồ đạc gì của hai anh ở đây. Không cần phải lo, ta vẫn sẽ có cách khác để giúp cậu. Nếu không có đồ đạc thì hãy cho ta một sợi tóc của cậu đi, mình có thể từ nó mà lần ra các anh của cậu. Hay quá vậy, đây, tóc của mình đây. Đấy rồi, cậu nhìn phía trước kìa. Tìm thấy hai anh rồi, tìm thấy hai anh rồi. Ngốc tử, lâu quá rồi mới gặp lại em, mà sao em lại đến đây? Mọi người ở nhà vẫn khỏe đúng không? Dạ, mọi người vẫn khỏe và nhớ hai anh nhiều lắm. Hai anh đi lâu quá nên vua cha định đi tìm. Em xin mãi mới được đi thay đó. Chúng ta đã đi hơn một năm nhưng chưa thực hiện được nhiệm vụ, xấu hổ quá nên chưa dám về. Có phải hai anh đi tìm một vương quốc bí ẩn gì đó đúng không? Ủa, tại sao ngốc biết? Đó là một vương quốc kỳ lạ, nơi các con vật đều biết nói, nhưng chưa có ai biết đến đó bằng cách nào. Ủa, cậu có biết nơi đó không? Cậu cũng biết nói mà. Ta biết chứ, ta đến từ nơi đó mà. Hả? Trời ơi, chú chó này biết nói à? Vậy là vương quốc pháp thuật đó có tồn tại, bọn ta cứ tưởng đó chỉ là một tin đồn thôi. Đó là một vùng đất tách biệt với thế giới, nơi mà con người và loài vật có thể giao tiếp được với nhau. Ở đó có một vương quốc mà đứng đầu là một pháp sư áo trắng. Chỉ tiếc là... Tuyệt vời quá, cậu đến từ vương quốc pháp thuật. Vậy cậu có biết làm phép gì không? Biểu diễn cho tụi mình xem với. Ở đó mọi người bay lượn trên những cây chổi đúng không? Ở đó mọi người chỉ cần dùng cây đũa phép rồi đọc thần chú để làm việc hả? Từ từ đã, từng người hỏi thôi. Thôi bây giờ cậu không cần giải thích gì nữa đâu, hãy đưa ba anh em mình đến đó. Đến tận nơi mọi người sẽ được chứng kiến những điều kỳ diệu của vương quốc pháp thuật. Không phải là phụ vương yêu cầu em chỉ cần đi tìm hai anh thôi sao? Anh nghĩ bây giờ em nên về nhà báo tin cho mọi người thì hơn. Không đâu, em cũng muốn được đi phiêu lưu cùng hai anh. Nhưng phía trước nguy hiểm và phức tạp lắm, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Em có hai anh kia mà. Chắc chắn hai anh sẽ bảo vệ em rồi. Nhưng mà ta thấy hai người sợ em trai của mình đi theo cản đường hai người thì đúng hơn. Thì đúng là như vậy còn gì, đâu phải tự dưng mọi người đều gọi nó là ngốc đâu. Hai anh đi tìm cả năm mà chưa có thông tin gì, còn em mới đi một thời gian đã được chú chó ba đuôi chỉ đường rồi. Em không vô dụng đâu, hay để em đi giúp hai anh đi, em hứa sẽ nghe lời hai anh mà. Hoàng tử Út là ân nhân của ta, nếu như hai người không cho hoàng tử Út đi theo thì ta sẽ không chỉ đường cho đi đâu. Thôi được,
ta sẽ cho em đi theo, với điều kiện là em phải nghe lời hai anh. Dạ. Vậy bây giờ hãy nói cho chúng ta biết đường đi nào, chú chó kỳ lạ kia. Phải gọi ta là chú chó thần kỳ, không phải là chú chó kỳ lạ. Thôi được rồi, được rồi. Nào chú chó thần kỳ, đường đến Vương quốc pháp thuật còn xa không? Nhanh chỉ cho chúng ta. Không còn xa, nhưng đường đi rất khó khăn, không cẩn thận thì sẽ bị lạc ngay. Đầu tiên á thì cứ men theo con sông này, mỗi khi gặp một nhánh sông á thì cứ rẽ phải, khi nào đến biển á thì chờ ta ở đó, ta sẽ đưa mọi người vào. Hả? Cứ đi theo con sông là sẽ ra biển sao? Đương nhiên rồi Ngốc ơi, tất cả các con sông đều đổ ra biển mà. Vậy nó bắt đầu từ đâu? Nước trên trái đất tuân theo một vòng tuần hoàn, nó từ các con sông đổ ra biển. Nước ở biển bốc hơi lên tạo thành mây, và từ mây lại tạo ra mưa. Nước mưa lại đổ về các con sông, rồi lại ra biển tiếp. Cứ như vậy đó Ngốc. À, em hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng đi ra biển thôi. À, khoan đã, bạn không đi với tụi mình sao ba đuôi? Hành trình này ba người phải tự đi. Chúc mọi người gặp nhiều thuận lợi nha. Ta đi đây. Chúng ta cũng mau chóng lên đường thôi. Chúng ta dừng chân nghỉ ở đây một chút đi. Mình mới đi được một lúc mà, tại sao hai anh đã mệt rồi vậy? Vì em cứ vui vẻ như vậy nên quên hết mệt mỏi đi đó. Hả? À, vậy sao hai anh không thấy vui? Mình đang đến Vương quốc pháp thuật mà. Vì chúng ta đến Vương quốc pháp thuật không phải là để vào chơi đâu, mà là để giải cứu Vương quốc khỏi một lời nguyền của một phù thủy. Mặc dù luyện tập rất nhiều, nhưng bọn ta vẫn sợ không cứu được Vương quốc. Hai anh đừng có tuyệt vọng sớm như vậy. Nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Em tin rằng chỉ cần mình thật sự muốn làm gì đó thì sẽ làm được. Em tin là... Hai anh nhìn kìa. Wow, wow, to quá, đẹp quá. Wow, to quá, đẹp quá. Mọi người đã nghe truyền thuyết về tổ kiến thần chưa? Có truyền thuyết đó à? Có đấy. Truyền thuyết kể rằng những con kiến may mắn nhặt được những viên ngọc phép thuật trong rừng thì sẽ mang về tổ, khiến chúng đẹp đẽ và lớn hơn bình thường rất nhiều. Nếu có được viên ngọc này, có khi nào nó sẽ giúp chúng ta có phép thuật chăng? Được, vậy cùng nhau phá tổ kiến xem như thế nào. Không được. Em không muốn trông thấy viên ngọc pháp thuật sao? Em có, nhưng em không muốn phá tổ kiến. Nếu như không phá tổ nó thì phải làm sao? Hay là... À, chúng ta múc nước đổ vào tổ của nó, nó sẽ tự... Không, chúng sẽ bị chết đuối mất. Mẹ đã luôn dặn mình là phải yêu thương các loài vật, không được làm như vậy đâu. Vậy mà nó bảo là sẽ nghe lời tụi mình đó. Em sẽ nghe lời nếu như đó là việc không tổn hại đến bất kỳ ai. Được thôi, bây giờ anh sẽ cho em chọn. Một là nghe lời tụi anh phá tổ kiến để tìm xem có viên ngọc nào không. Hai là em sẽ phải quay về nhà. À, hai anh chỉ muốn lấy viên ngọc chứ không phải muốn phá hoại tổ kiến đúng không? Đúng rồi. Hay là như vậy, em sẽ tìm cách lấy viên ngọc trong tổ kiến ra, nếu được thì không cần phải phá tổ kiến nữa. Hợp lý đó. À, lời đồn nói rằng kiến chúa luôn mang theo viên ngọc bên mình đó nha. Chỉ cần em tìm được kiến chúa thôi. Vậy hai anh sẽ đi tìm thức ăn, em cứ ở đây nghĩ cách nhé. Nếu đến lúc tụi anh mang đồ ăn về mà em chưa tìm được kiến chúa thì tụi anh sẽ phá tổ. Em sẽ cố gắng, em không muốn tổ kiến bị phá đâu. Làm sao tìm được kiến chúa ta? Không nghĩ ra được cách nào hết. Đói bụng quá. Chừng nào hai anh mới đem đồ ăn về đây? Không được, hai anh đừng về sớm. Không được rồi, phải làm sao đây? Không biết trong túi mình còn gì ăn không? May mắn quá, mình vẫn còn một chút bánh mì. Có vẻ như lũ kiến khá thích những mẩu bánh mì của mình. À, nghĩ ra cách rồi. Kiến ơi, hãy ăn bánh mì của ta rồi truyền tin cho kiến chúa rằng ta muốn gặp kiến chúa. Vì nếu không được gặp kiến chúa, hai anh của ta sẽ phá tổ kiến mất. Em đã tìm thấy kiến chúa chưa? Anh chưa, nhưng anh không được làm gì đâu đó. Em chỉ ngồi đó chờ thì sao nó ra được? Đâu có, anh coi,
em chuẩn bị đồ ăn cho lũ kiến, mà mãi chỉ thấy các con kiến bình thường thôi, chưa thấy kiến chúa xuất hiện. Sao anh lại cười? Bộ em làm gì sai hả? Ngốc đúng là ngốc mà, có chờ đến mai cũng không thấy nó đâu. Ủa sao vậy anh? Vì lũ kiến khi tìm thấy mồi thường không ăn luôn, mà tha về tổ làm lương thực dự trữ cho cả đàn. Vậy nên kiến chúa sẽ ở trong tổ chứ không ra ngoài đâu. Hay là mình buộc bánh mì vào đây rồi thả vào tổ, biết đâu kiến chúa cắn mồi rồi mình giật ra. Như câu cá luôn. Ai chà, nghe có vẻ vui đó. Để anh làm cho. Nhưng như vậy có khóa tổ kiến không? Phải thử mới biết chứ. Đưa bánh mì cho anh. Cắn mồi rồi, mau giật dây đi anh ơi. Đau quá. Cẩn thận đó, không phải kiến chúa đâu, đây là kiến lính, để nó cắn trúng thì đau lắm. Ủa, vậy tổ kiến có bao nhiêu loại? Kiến chúa khác các con kiến khác như thế nào vậy anh? Mỗi một tổ kiến đều có ít nhất 3 loại kiến khác nhau. Kiến thợ đảm đương công việc xây tổ và tìm kiếm thức ăn, kiến lính thực hiện việc bảo vệ tổ, và kiến chúa thực hiện việc đẻ trứng. Được lắm, dám cắn ta đâu, ta sẽ phá nát tổ của chúng mày. Phá hết. Đau quá. Công ơi, đổ cái tổ kiến kia đi, không nó cắn chết anh mất. Mình xin lỗi, hãy tha cho anh của mình đi. Bọn mình vốn không muốn phá tổ của các bạn mà, chỉ muốn xem viên ngọc trong truyền thuyết của tổ kiến thôi. Wow, đẹp quá. Đây chắc hẳn là kiến chúa rồi. Và kia là viên ngọc pháp thuật trong truyền thuyết. Cảm ơn cậu bé tốt bụng vì đã mang bánh mì cho tổ kiến. Lâu rồi ta mới được ăn bánh mì ngon như vậy. Nhưng lần sau đừng chọc tổ kiến nó không muốn bị cắn nha. Chúng tôi xin lỗi. Đây là viên ngọc có phép thuật, hãy bôi nó lên vết thương là sẽ hết đau ngay. Hết đau rồi. Cảm ơn vì đã chữa lành vết thương cho anh ta. Cảm ơn vì đã ngăn cản họ phá tổ kiến. Viên ngọc này ta tặng cho cậu để cậu hoàn thành sứ mạng to lớn của mình. Hãy mang theo, trên đường đi sẽ còn nhiều nguy hiểm. Đây đúng là tổ kiến thần trong truyền thuyết rồi. Xem ra Dương Quốc pháp thuật đã rất gần đây. Chúng ta cùng lên đường thôi. Kia là gì vậy hai anh? Đó là một thác nước, có vẻ như chúng ta phải tìm cách khác để đi xuôi dòng rồi. Ta mệt mỏi và đói bụng quá. Vách núi rộng như vậy, biết đi vòng đến bao giờ mới xuống được phía dưới. Nghỉ ngơi ở đây đi. Nhìn đằng kia kìa. Đàn vịt đẹp chưa kìa hai anh. Đúng là đẹp thật, nhưng mà anh đói bụng quá. Lại nữa à ngốc. Để yên cho bọn anh bắt vịt đi. Bọn anh đói lắm rồi. Cả ngày nay chúng ta đã ăn gì đâu. Trong túi em cũng hết bánh mì rồi. Mình đang ở nơi thiên nhiên hoang dã,
thị trấn gần nhất cũng phải đi thêm mấy ngày đường nữa. E rằng em phải để bọn anh bắt vịt nướng thôi. Không, anh nghĩ cách đi. Mình sẽ luôn có cách để giải quyết chuyện này mà. Anh không nhớ lần trước chúng ta đã tìm được Duy Ngọc Thần hay sao? Được rồi, nếu em tìm được đồ ăn xung quanh đây để mọi người không bị đói, thì có thể bọn anh sẽ không bắt vịt làm thịt nữa. Đồng ý không? Đồng ý. Nhưng nếu em không tìm được nhanh thì phải nghe lời hai anh. Biết đâu ra đồ ăn cho hai anh bây giờ. Em thử đi về phía trước một quãng xem có tìm được gì ăn không, chứ xung quanh đây là không có gì đâu. Có phải em chỉ xuôi ngốc đi chỗ khác, sau đó mình sẽ ở đây bắt vịt nướng ăn đúng không? Rất là thông minh đó. Không đâu, em đã hứa với ngốc rồi, em sẽ giữ lời. Em muốn xem ngốc kiếm được đồ ăn như thế nào. Vậy cho anh mượn chiếc cung tên đi, anh sẽ tự săn vịt. Không nha, anh tự dùng kiếm của anh đi, chúng nó ở gần vậy mà. Anh không nhận ra đó là vịt trời à? Anh cũng gần ngốc như ngốc rồi đó. Được lắm, em dám lừa anh. Chờ ngốc tay trắng trở về, anh sẽ lấy cây cung của em săn tụi vịt trời này. Em sẽ ngủ một chút đây, hy vọng lúc ngủ sẽ quên đi cơn đói. Bay đi chỗ khác đi, bay đi chỗ khác đi. Mấy cậu ở đây sẽ bị hai anh bắt bây giờ. Cứu tôi với, cứu, tôi không biết bơi. Cứu tôi với, cứu. Cảm ơn vịt đã cứu mình nha, mình không biết bơi. Ủa, mấy cậu có hiểu điều mình nói không? Thích quá, mấy cậu có thể hiểu mình. Từ trên cao nhìn xuống đẹp quá, tất cả đều bé tí teo. Kìa, ở phía dưới có một vườn trái cây, cậu hãy thả mình xuống đó đi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm các anh trai của mình. Chắc mọi người đang đói lắm rồi. Hế, mình đã thấy được hai anh của mình. Liệu các bạn có thể cho hai anh của mình bay cùng để vượt các nước kia không? Dạ, nguy hiểm quá ha. Lần sau đừng để bị rơi xuống nước nữa đó. Cũng là một phần lỗi của hai anh đã không chú ý tới em. Nhưng cũng nhờ vậy mà em làm quen được với đàn vịt và còn mang bao nhiêu là trái cây về nè. Đây. Chuyến đi này đã giúp anh nhận ra một điều đáng học từ ngốc, đó là nên kết thành bạn bè, dù đó chỉ là một con vật. Đúng rồi, vì có lẽ chúng ta đã tới gần hơn đến Vương quốc Pháp Thuật. Các loài động vật đã thông minh hơn. Hoặc là... Hoặc điều gì vậy anh? Em có nhớ lần trước anh đã kể em nghe về Vương quốc Pháp Thuật chưa? Đó là một vùng đất bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Đúng vậy, biết đâu những con vật đó đều đến từ một lời nguyền thì sao? Ồ, đáng sợ quá. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chạy ngay đi, đó là một con gấu đó. Nó bự quá à, em sợ. Vậy hãy trèo lên cây cao. Gấu không thể leo lên cây đâu. Em sợ nó sẽ đuổi kịp theo em mất. Vậy thì anh sẽ đánh lạc hướng nó. Sau đó em trèo lên cây trước đi. Anh chạy nhanh hơn, anh sẽ đánh lạc hướng nó. Ah!
chúng ta sẽ phải ở trên đây bao lâu đây? Cho đến khi con gấu bỏ đi. Hai anh ơi, con gấu đã bỏ đi rồi. Thật may mắn là có tổ ong đó. Mật ong là thức ăn yêu thích của gấu. Nhìn tổ ong kia, anh cũng thấy thèm nữa. Cứ như vậy, tổ ong sẽ bị con gấu phá tan mất. Em quên là loài ong có thể tự vệ bằng cách giết kẻ thù à. Ong giết đau lắm đó. Vậy thì lại tội nghiệp con gấu quá. Đúng là ngốc. Em quên mất, chúng ta vừa bị con gấu tấn công à. Tại sao có nhiều con ong nằm chết dưới bãi cỏ như vậy? Anh nghe nói, mỗi lần ong chích ai đó là chúng cũng sẽ phải bỏ mạng do ruột của chúng dính liền với kim châm. Những con ong này chắc là đã chết vì bảo vệ tổ. Tội nghiệp những chú ong quá, phải có cách nào giúp cho chúng chứ. Tội nghiệp những chú ong quá. Tội nghiệp những chú ong quá. Xin hãy cứu chúng tôi. Hai anh vừa nói gì vậy? Không, có ai nói gì đâu. Em bị ngốc nữa rồi. Xin chào ba anh em hoàng tử. Ta là ông chúa của khu rừng này. Chuyện gì thế này? Con ông đang nói chuyện với mình ư? Trời ơi, ông chúa có thể nói được sao? Đây có phải là Vương quốc phép thuật không? Vương quốc phép thuật đã ở rất gần đây rồi. Ngày xưa ta cũng là một cư dân của Vương quốc. Từ khi bị dính lời nguyền, mọi người đều biến thành loài vật và đều phải bỏ Vương quốc ra đi. Vậy trước đây ngươi cũng là con người sao? Đúng vậy. Chỉ những con vật nói được tiếng người mới là cư dân của Vương quốc này. Và ta là trưởng làng. Bây giờ cả ngôi làng của ta đang gặp nguy hiểm bởi con gấu hung hãn kia. Nhưng tôi có thể giúp ông bằng cách nào? Xin hãy giúp ta đuổi con gấu đi. Ngôi làng này không thể cầm cự lâu hơn nữa. Hai anh hãy tìm cách cứu tổ ông đi. Con gấu này hung dữ lắm. Lúc nãy mình phải khó khăn lắm mới thoát khỏi nó mà trèo lên cây được. Em không nhớ ư? Nhưng bây giờ mình đã an toàn trên cây rồi. Chúng ta có thể đánh lạc hướng nó. Đúng vậy. Chúng tôi chỉ cần chút thời gian để hút mật và di tản đi thôi. Cảm ơn chàng trai. Hãy đi về cứu lấy dân làng đi. Anh đừng làm nó bị thương. Đây không phải là lúc để nhân từ đâu. Nó đang tấn công mình mà. Chắc nó chỉ đói bụng thôi. Hay là thay vì ném trái táo vào người nó, em sẽ ném táo cho nó ăn. Có thể ngốc đói đúng đó. Con vật ăn đói thật rất hung hăng. Em nhớ là loài gấu ăn tạp lắm. Chúng có thể ăn trái cây nè, nấm nè, thịt cá và côn trùng nữa. Nhưng nó đang tức giận lắm, chưa chắc đã chịu ăn đâu. Thôi được rồi, lần này anh tạm tha cho con gấu đó. Đằng nào mình cũng an toàn ở trên cây rồi. Nó bỏ đi rồi kìa hai anh ơi. Mình cứ ở trên cây một lúc đã, lỡ đâu nó quay lại. Ông chúa quay lại rồi. Cảm ơn ba hoàng tử đã cứu giúp làng chúng tôi. Để đáp lại lòng tốt, xin các hoàng tử hãy nhận một chút mật ngọt này. Cảm ơn trưởng làng. Mật thơm và ngọt quá. Lâu lắm rồi ta mới được nếm vị mật ong. Thật tuyệt vời. Cảm ơn ông chúa. Ở Vương quốc pháp thuật có nhiều hiểm nguy. Hoàng tử hãy cầm lấy sợi dây này. Khi nào gặp khó khăn chỉ cần cầm lấy sợi dây và gọi tên ta thầm trong đầu 3 lần thì ta sẽ đến giúp. Con gấu đã đi rất xa rồi. Xin ba hoàng tử hãy tiếp tục lên đường. Biển đã rất gần đây rồi. Đừng lo, ta sẽ cố gắng hóa giải lời nguyền và cứu dân làng ông trở lại thành người. Cảm ơn tấm lòng của các hoàng tử rất nhiều. Và xin hãy cẩn thận. Tạm biệt.
Đẹp quá à. Cảm ơn ba hoàng tử đã vượt qua mọi gian khó để đến được đây. Nhưng mà trước mắt các cậu sẽ là những thử thách rất cam go, yêu cầu lòng dũng cảm và sự quyết tâm vượt khó. Nếu chấp nhận, xin mời bước qua cánh cổng này. Mình đã nghe ông chúa kể lại, có phải trước đây cậu cũng từng là con người không? Đúng vậy, lời tiên tri nói rằng chỉ có người can đảm nhất mới hóa giải được lời nguyền của vương quốc này thôi. Em tin ba đuôi, để em vào trước cho. Đợi tụi anh đi cùng với. Giờ chúng ta cần làm gì? Một phù thủy ở đâu? Hóa giải lời nguyền như thế nào? Các hoàng tử xin hãy bình tĩnh. Đường xá xa xôi, đêm nay xin hãy nghỉ ngơi tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Như các hoàng tử đã thấy, xung quanh tòa lâu đài này là các bức tượng bằng đá. Nhưng trước đây, tất cả những bức tượng đó đều là người. Hả? Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Ngày xưa, nơi đây từng là một vương quốc pháp thuật, nơi con người và loài vật chung sống với nhau rất hòa bình. Nhưng bỗng dưng có một ngày, xuất hiện một mụ phù thủy độc ác. Người ta tấn công vương quốc bằng ma thuật hắc ám và khiến cho con người cũng như loài vật vô cùng khiếp sợ. Sau đó, mụ bắt lấy ba cô công chúa của ta rồi giam giữ ở trên đỉnh tòa tháp, đặt ra ba thử thách dành cho các hoàng tử của vương quốc khác, và nếu như thất bại thì các hoàng tử cũng sẽ bị biến thành đá. Vậy những bức tượng bằng đá ngoài kia chính là do ma thuật của mụ phù thủy biến thành hay sao? Đúng vậy, với những người không có phép thuật thì họ sẽ bị biến thành đá ngay. Vậy với những người có phép thuật thì sao? Họ sẽ bị biến thành các loài động vật khác. Đó chính là lý do tại sao ở vương quốc này có một số loài động vật có thể nói được tiếng người. Vậy phải làm sao để hóa giải lời nguyền đây? Nếu có thể vượt qua ba thử thách mà mụ phù thủy đã đề ra thì lời nguyền sẽ tự khắc được hóa giải. Vậy trước khi biến thành chú chó ba đuôi, cậu là? Ta chính là đức vua của vương quốc này. Bây giờ đất nước của ta đang lâm nguy. Theo như lời tiên tri thì chỉ có những hoàng tử dũng cảm nhất mới có thể giải được lời nguyền thôi. Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thử thách đầu tiên là gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Chưa có chuyện gì có thể làm khó được ba anh em chúng tôi. Nhưng đây là thử thách cá nhân, tức là chỉ từng người được thực hiện. Và nếu như không hoàn thành thì cũng sẽ bị trừng phạt. Không biết mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng. Lại có kẻ ngốc nghếch nào dám đến thách thức ta vậy hả? Mọi người lùi lại, một phù thủy sắp xuất hiện và mụ sẽ đích thân đưa ra thử thách. Kẻ nào sẽ thực hiện thử thách đầu tiên của ta? Thử thách mang tên khu rừng bí mật. Ta là anh cả, rừng rậm vốn là nơi yêu thích của ta. Ta sẽ thực hiện thử thách này. Tất cả những kẻ bị quá đá ngoài khu rừng kia đều tự tin về khả năng của bản thân như ngươi. Đừng nhiều lời, nhanh nêu ra thử thách của ngươi đi. Quả là một hoàng tử can đảm. Được, hãy nghe kỹ đây. Hãy tìm đủ 1000 viên ngọc về đây trước khi trời tối là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai em chờ ta ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải lập tức quay lại giấu viên ngọc ở những chỗ nào đó để che đi ánh sáng của nó. Chúng ta có được vào giúp anh không? Chúng ta sẽ chỉ tìm thôi, còn anh hai sẽ lấy nó. Các ngươi đừng hòng giở trò với ta. Nếu bất kỳ một ai bước vào cánh rừng thì sẽ lập tức biến thành đá. Khoan đã, có phải trong khu rừng rất nhiều bức tượng bằng đá đúng không? Đúng rồi, đó hẳn là những hoàng tử của các vương quốc khác cũng thực hiện thử thách. Vậy có khả năng họ cũng đã tìm thấy những viên ngọc. Anh thử tìm trên người họ xem có thấy viên nào không. Anh ba thông minh quá.
chúng ta không còn lo gì nữa rồi. Quả nhiên là các hoàng tử khác, mỗi người cũng đã tìm cho mình được các viên ngọc khác nhau. Thảo nào ta tìm cả ngày trời không thấy. Mãi vẫn chưa đủ 1000 viên. Phải làm. Ây chà, các ngươi đến sớm quá ha. Nào, bây giờ ai trong số hai ngươi muốn hóa thành đá tiếp theo? Ta sẽ là người tiếp theo thực hiện nhiệm vụ này. Ngươi chớ đắc ý. Anh ơi, đêm qua em đã nghĩ kỹ rồi. Trong ba anh em thì anh luôn là người thông minh nhất. Nhiệm vụ này sắp hoàn thành rồi. Anh cứ để em thực hiện đi. Em tin chắc mình sẽ thành công mà. Được lắm, ngốc nhà ta nay đã trưởng thành thật rồi. Không chỉ dũng cảm mà còn nhiều mưu trí nữa. Vậy em hãy chuẩn bị đi, anh sẽ chờ em ở đây. Hãy nhớ là ngoài tìm ở những nơi kín đáo, em có thể tìm ở những bức tượng nữa. Mình đã tìm kỹ khắp cả khu rừng rồi, vẫn chỉ tìm được vài viên ngọc thôi. Xin lỗi hai anh, em thật là kém cỏi quá. Ta có thể giúp gì cho cậu không? Hả? Đây, ta dưới này nè. Ồ, có phải là ngài kiến chúa lần trước đang ăn bánh mì đúng không? Cảm ơn vì đã chữa lành vết thương cho anh ta. Ta mới là người nói lời cảm ơn. Nếu như cậu không giúp thì chắc tổ khiến của ta đã bị phá rồi. Ta đang tìm những viên ngọc pháp thuật trong cánh rừng này để hoàn thành thử thách của mụ phù thủy. Nhưng tìm cả ngày rồi, không thấy viên ngọc đâu hết. Ồ, việc này nguy hiểm đó. Mụ phù thủy luôn tìm cách gây khó khăn cho các hoàng tử. Nếu như không tìm thấy trước trời tối thì ta sẽ bị hóa thành đá. Mà mặt trời thì sắp lặn rồi. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp cậu tìm những viên ngọc đó. Ngài biết nó ở đâu sao? À không, nhưng quân lính của ta rất đông, sẽ tìm kỹ càng từng ngóc ngách trong khu rừng này. Cậu cứ ngồi đó nghỉ mệt một chút đi. Tính cả số ngọc mà cậu đã tìm được thì đã được 999 viên rồi. Vậy là còn một viên nữa. Viên còn lại chính là viên ngọc lần trước ta đưa cho cậu giữ đó. Thì ra chính là nó à. Vậy mà ta không hề nghĩ tới. Cảm ơn kiến chúa rất nhiều. Bây giờ ta đi cứu anh của mình đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hy vọng là ta có thể về kịp trước khi mặt trời lặn. Thế nào rồi? Em tìm đủ 1000 viên ngọc chưa? Dạ, thật ra ta được cả một đạo quân kiến giúp đỡ nên mới tìm thấy hết chỗ ngọc này. Hey, cầm lấy nè. Xem ra lần này nhà ngươi gặp may. Để xem lần tới còn may mắn nữa không. Hãy đến với thử thách tiếp theo, tìm thấy chiếc chìa khóa giam giữ ba công chúa. Chìa khóa này nằm dưới đáy hồ đằng kia. Giữa trưa ta sẽ quay lại đây. Nếu vẫn chưa tìm thấy thì ngươi sẽ bị hóa đá.
để xem các ngươi xoay sở thế nào. Hả? Phải làm sao đây? Vì em không biết bơi. Em yên tâm, bơi lội là sở trường của anh. Thử thách lần này anh sẽ thực hiện. Em tin là anh sẽ làm được. Nếu anh xảy ra chuyện gì, hãy khăn gối về quê để báo tin cho phụ vương và hoàng hậu. Nếu không, họ sẽ lo lắng lắm. Nhưng em không thể bỏ mặc hai anh được. Anh của cậu nói rất đúng. Vương quốc của ta đã làm liên lụy quá nhiều người rồi. Phải có cách nào đó. Ta không thể bỏ mặc mọi người như vậy được. Cảm ơn tấm lòng của cậu. Nhưng mà người có biết lý do tại sao vương quốc này bị nguyền rủa hay không? Dù ta đã hỏi nhiều lần, nhưng một phù thủy vẫn không nói. Ta cũng không biết vương quốc này đã làm gì sai mà phải bị trừng phạt như vậy. Ta tin người tốt sẽ gặp điều tốt. Người đừng quá lo lắng. Dù ta đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Ở dưới nước có quá nhiều bùn và rong rêu. Thời gian đã hết, ngươi sẽ biến thành đá. Anh xin lỗi, hãy về nhà. Có vẻ cơ hội của các ngươi đã hết, hãy bỏ cuộc đi. Ngươi đừng vội đắc ý, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy chàng hoàng tử ngốc nghếch kia, ngươi có muốn tiếp tục thực hiện thử thách này không? Xin hãy từ bỏ đi, ta không muốn ai phải hy sinh nữa. Xin hãy tin ở ta, nhưng ngày mai ta mới bắt đầu thử thách của mình. Vậy thì ngày mai sẽ là ngày ngươi hóa đá. Cậu còn không biết bơi mà, tại sao lại liều mình như vậy chứ? Vì ta đã nghĩ ra một cách. Vậy thì chúng ta phải đi ngay mới kịp. Ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình. Vậy thì đến giữa trưa ta sẽ quay lại để xem ngươi biến thành đá. Đàn dịch ơi, mau đến giúp ta. Tốt quá, cảm ơn các bạn đã đến. Xin hãy giúp ta tìm chìa khóa dưới đáy hồ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn thì ta đã hóa thành đá rồi. Đàm dịch nói rằng phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu nên chúng mới thoát khỏi cái chết. Ủa, ba đuôi hiểu được dịch nói gì sao? Vì ta là đức vua của vương quốc phép thuật mà. Tạm biệt. Chúng ta đã có chiếc chìa khóa trong tay. Mau lên tòa tháp phía trên để giải cứu công chúa đi. Vậy còn các anh của ta đang bị quá đá thì sao? Chỉ khi nào chúng ta hoàn thành ba nhiệm vụ kia thì lời nguyền mới được phá bỏ. Không còn cách nào khác đâu. Ta không ngờ một người như ngươi có thể lấy được chìa khóa. Dù ngươi còn không biết bơi nữa, nhưng hành trình của ngươi sẽ phải dừng lại đây thôi. Hãy đến với thử thách cuối cùng của ta. Được rồi, hãy đưa ra thử thách cuối cùng của nhà ngươi đi. Thử thách này đơn giản thôi. Hãy lên tòa tháp nơi giam giữ ba nàng công chúa và tìm được ra ai mới là công chúa trẻ nhất. Dùng chính chiếc chìa khóa ngươi đang cầm mở khóa chiếc còng trên tay cô ấy. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi đã đi sớm vậy sao? Ta sẽ chờ ngươi trên đỉnh tháp. Chúng ta cùng giải cứu các công chúa thôi. Mụ phù thủy đã làm phép để ta không thể lên tòa tháp được, cho nên ta không thể giúp cậu trong thử thách lần này. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và giải cứu mọi người. Nhiệm vụ này tưởng dễ nhưng mà không hề dễ. Vì ba công chúa sinh ba cho nên trông giống y hệt nhau. Vậy ta làm sao để phân biệt bây giờ? Hãy nhớ cho kỹ điều này. Công chúa thứ nhất thích ăn kẹo,
công chúa thứ hai thích ăn đường, và cô công chúa Út thì rất thích mật ong. Ờ, ta sẽ ghi nhớ thông tin này. Ta sẽ cố gắng hết sức để hóa giải lời nguyền độc ác của mụ phù thủy này. Chúc cậu may mắn. Đừng do dự, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Thời hạn để ngươi tìm ra công chúa trẻ nhất là khi cát trong chiếc đồng hồ này hết. Đây vốn là thử thách dễ, vì chỉ cần hai anh còn sống thì ba anh em thay nhau trả lời lần lượt là xong. Nhưng chỉ còn mình ta. Thiệt là xui xẻo cho lão đức vua khi kẻ ngốc nghếch như ngươi đến được thử thách cuối cùng này. Ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ tìm được câu trả lời. Hãy nhớ, phải là nàng Út, nàng công chúa thích mật ong. Để xem ngươi tìm ra nàng bằng cách nào. Chỉ cần nắm lấy sợi dây và gọi thầm tên ta 3 lần thì ta sẽ xuất hiện. Nếu cô công chúa Út thích ăn mật ong thì có khi ông chúa sẽ phân biệt được đâu là nàng cũng nên. Ta sẽ thử gọi ông chúa, nhưng phải cẩn thận mụ phù thủy mới được. Sao đầu hàng sớm vậy? Muốn bỏ cuộc rồi hả? Ông chúa ơi giúp ta. Ông chúa ơi giúp ta. Ông chúa ơi giúp ta. Ta cần tìm ra công chúa trẻ tuổi nhất để hóa giải lời nguyền cho Dương quốc. Và nàng thích ăn mật ong. Xin ông chúa hãy giúp ta tìm ra đâu là cô công chúa thích ăn mật ong. Hoàng tử yên tâm, ta chỉ cần ngửi mùi hương ở miệng công chúa là sẽ biết được cô nào hay ăn mật